Hello các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bán như biển luôn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vợt cầu lông cũng nhá, vợt cầu lông này. Đấy. Thế này thì nó có túi đựng đàng hoàng, một đôi. Đấy, một bộ này sẽ là một đôi và có kèm cho các bác là một cái hộp mà cầu như này. Đấy, một hộp cầu này, hộp cầu này thì nó sẽ là ba trái nhá, ba quả như này. Đấy, một hộp của nó sẽ là ba quả. Đây. Hộp này của nó là ba quả các nhá. Đấy thì sẽ kèm cho các bác là một hộp này bao gồm ba quả cầu và hai cái vật hàng thì của thương hiệu đây, của thương hiệu đây các bác này. Đấy. Ketsika của Nhật các bác nhá. Ketsika của Nhật các bác. Đấy. Ketsika của Nhật, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Thân của nó là thân thép nhá, lưới cước cực kỳ căng các bác. Đấy. Thân thép lưới cước cực kỳ là căng luôn. Con này dùng thì rất là sướng các bác, rất là sướng luôn. Đấy bác theo. Lên mã giúp cho anh em đó là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. Đấy, một đôi như này. Một đôi như này kèm thêm cho các bác là một cái hộp cầu bao gồm 3 quả như này. Vợt này thì nó sẽ là vợt của Nhật và dòng này thì cũng tương đối là chất lượng, các bác có thể dùng để cho các em nó đánh ở nhà này hoặc là mang đi học hoặc các bác có thể chơi thể dục thể thao rất là ok. Nếu một đôi vợt này mà các bác ra cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng 250.000 nhá, 250.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên Phạm Huấn gửi tới các bác giá chỉ có 120.000 thôi, 120k. Các bác lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông, giá chỉ có 120k thôi. 120.000 cho một cái bộ vột cầu lông như này, giá rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái rổ vo gạo nhá. Đây, đấy. Thì lên mã xem là rổ vo gạo, con này thì rất là tiện. Thì các bác có thể đong trực tiếp gạo ở đây này, sau đó thì các bác đưa vào các bác bóp vệ sinh, sau đó thì các bác chỉ cần gạn đi là ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này. Có cái phần lưới như này các bác nhá. Đấy, có phần lưới như này là nó sẽ gạn hết cho các bác các cái nước chảy đi, các cái nước rồi các cái phần đầu chấu nó sẽ chảy đi và gạo nó sẽ đọng lại thì các bác không bị rơi mất một hạt gạo nào, vừa lãng phí vừa bảo vệ môi trường các nhá. Các bác chỉ cần gạn đi này là xong. Sau đó thì các bác đổ vào trong nồi để mình nấu. Thường thì các bác hay vo trực tiếp vào trong nồi thì nó rất là mất vệ sinh. Đấy, nhưng mà mình dùng qua cái giá này thì rất là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá vo gạo nhá. Con này thì các bác lên cho em là giá vo gạo nhá. Giá vo gạo này. Giá vo gạo. Vo gạo giá sẽ là 15k. Đấy. 15.000 cho một cái giá vo gạo này thôi. Rất tiện dụng con này. Đấy. Chất liệu của nó là bằng nhựa mềm nhá. Đấy, nhựa mềm dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì tìm cái này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái chổi lăn bụi nhá. Chổi lăn bụi thì con này rất là tiện ích này, về nhà các bác bóc cái giấy này ra cho em này, sau đó thì các bác bóc ra như này. Đấy, bóc ra như này thì mình dùng vòng nào là bóc ra vòng đấy. Đây, nó có từng vòng một đây. Đấy, bóc ra hết vòng này. Sau đó thì cái bề mặt nào bị bụi các bác lăn vào cho em này. Đây nhá. Ví dụ như em lăn cái thảm này, các bác cảm nhận đây nó trắng tinh như này mà em lăn bụi nó dính vào này. Đấy. Lăn xong thì các bác chỉ cần bóc đi là xong. Đây. Con này dùng rất là sướng luôn. Đấy, đây em đang lăn nhá. Đây em đang lăn này. Đây, các bác thấy chưa? Đây. Bụi này. Thì các bác có thể dùng cho thảm này, bàn ghế này, đồ dùng này, tiện ích chưa? Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Này. Sau đó thì các bác chỉ cần là bóc bỏ đi. Đấy, các bác xong thì các bác lại bóc bỏ cái lớp này đi và các bác lại dùng lại đây, bóc đi như này này. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Từ từ đã. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Đấy, thấy chưa? Sau đó thì các bác lại khi nào mình sử dụng thì mình hãng bóc nhá. Khi nào mình lăn mình sử dụng thì mình hãng bóc. Đấy, thì các bác muốn lăn trên bề mặt này, chăn chiếu này, đấy, chăn chiếu này, chăn ga gối đệm này. Đấy. Các bác cứ lăn bên này cho em. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Thì con này dùng rất là sướng luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con lăn như này và có kèm thêm hai cái miếng lăn này nữa. Tổng như vậy là khi các bác nhận hàng nó sẽ là ba miếng như này nhá. Ba miếng như này. Đấy, lên cho em là con lăn bụi nhá. Các bác lên cho em là con lăn bụi này. Đấy, con lăn bụi. Giá sẽ là 25k cho một bộ như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một miếng có lắp sẵn vào luôn và kèm thêm cho các bác là ba miếng như này. Đấy. Mỗi cái này là đi chiều ngang của nó là 10cm và hình như đây nó được là 60 miếng. Đấy, nó được là 60 miếng như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng được 60 lần. Mỗi con lăn này là các bác dùng được 60 lần như này. Thì cũng rất là tiện ích và rất là tốt luôn này các bác này. Đấy,
con này dùng đã lắm đấy, này là rất là thực tế luôn nhá, bụi bặm các thứ, bụi mịn biết là nó quấn hết vào đây luôn, con lăn bụi 25k. Đặt. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào giá sẽ là 25.000 cho một típ như này, 25.000 cho một típ chuyên trị hong long ben hắc lào nấm nghía tổ nấm ngứa tổ đỉa có nhá, đấy nấm nghía tổ đỉa. Thì con này nó theo là thuộc dạng kem bôi vào nó rất là mát và rất là dễ chịu, và các bác cứ trị cho em một liệu trình là từ 2 đến 3, từ 2 đến 3 típ này là sẽ khỏi hết luôn các bác nhá. Đấy, lên cho em là long ben hắc lào giá sẽ là 25k cho một típ như này. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Đấy. Dây tắm này đang bán bao nhiêu đây? 15k cho một con dây tắm như này nhá. Giá xả cho các bác cực kỳ ưu đãi luôn. 15.000 cho một cái dây tắm như này. Các bác có thể mua đủ màu để mình dùng trong nhà mình luôn, mỗi người một màu nhá. Đấy, mua đủ màu cho em. Đấy, 4 15 60 nhà 4 người thì mua cho em 4 cái. 4 15 60. Đấy, mỗi người một màu. Đấy, bên em có đủ màu cho các bác luôn. Đấy, đủ màu như này, 4 15 60. 15.000 cho một cái dây tắm như này nhá, 15k. Chất liệu của nó thì bằng silicon mềm, có co giãn này, có co giãn như này, một mặt là bằng cái chấm chấm như này và một mặt là bằng bông, bằng cái đầu lồi hẳn như này. Các khi các bác tắm thì mình kỳ cọ massage nó rất là thích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Thì các bác này. Bạn muốn tìm dây tắm trà lưng silicon hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất, thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, kỳ cọ lưng này, chân tay này, đấy. Con này nói chung là tuyệt vời lắm. Các bác dùng rất là tiện bằng silicon mềm nhanh khô. Thứ bạn đang muốn tìm một dụng cụ có thể tắm sạch toàn thân vậy thì đây chính là thứ bạn muốn tìm, dây tắm trà lưng silicon hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất, thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đó, rất ok các bác nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là khăn lau bếp à? Khăn lau dầu mỡ các bác nhá. Đấy, một cái khăn, một cái túi khăn lau dầu mỡ như này, 80.000, 80 chiếc cho một bịch như này và giá thì sẽ là 25k nhá. Cái này của nó thì dòng này của nó thì nó rất là tiện ích này, có tới 80 cái luôn nhá, 80 cái như này con này, 80 chiếc như này. Đấy, ví dụ như bàn bếp này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái khu vực nào mà bị bám bẩn, bám dầu mỡ trên tường dùng nó rất là tiện các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cái xà bông cho bác luôn, sẵn xà bông và chất tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ cần là đưa vào là mình kỳ đi như này thì em là xong. Đấy, vệ sinh như này là cho em là xong nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái phần tường gạch men này nhà em đang bẩn này, các bác đưa vào mình lau này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi, nếu các bác lau bằng vải thường thì nó sẽ không sạch nhá. Đây. Đấy, những vết bám như này mà em lau cái là nó sạch luôn các bác này. Đấy. Lau cái sạch bóng luôn nhá. Đó, thì các bác cứ lau trực tiếp này cho em. Đấy, lau trực tiếp này trên bề mặt. Những cái vết bám nào mà bám lâu ấy, thì các bác cứ lau qua xong là các bác lau lại một lần nữa cho em là nó sẽ tẩy đi hết luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, sạch bóng luôn nhá. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lau dầu, lau mỡ, lau các vết bám bẩn này, vết bụi này trên các cái thiết bị này qua. Đấy, lau phát sạch luôn các bác thấy chưa? Đấy. Rất tiện ích nhá. Đây. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào này và lau sạch luôn các bác. Đấy các bác thấy chưa? Đó, rất sạch luôn nhá. Đấy thì con này nói chung là rất là tiện ích. Đấy, nó có chất tẩy rửa tạo cho thiết bị đồ đoàn của mình nó bóng đẹp, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn lau dầu mỡ giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này của nó thì sẽ là 50.000 một bịch 10 chiếc nhá. Đấy, 50k trên một bịch 10 chiếc, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k trên 10 cái nhá. 50k 10 cái này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông tự nhiên, thấm hút nước tốt và kích thước của nó là 30 x 50, một chiều ngang là 30 và chiều dài là 50. Đây. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này hoặc là dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà các bác thi thoảng có khách có khứa thì các bác cứ phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích và nó sạch sẽ và nó cá nhân, nó không dùng chung đụng nó phức tạp. Giá thì chỉ có 20.000 cho 3 chiếc và mua cả bịch như này thì giá bịch này chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 cái như này nhá. Đấy, một bịch này là 10 cái 50.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn.
thì các bác lên cho em là keo 10. Đấy, keo 10. Bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi. Đấy, bản của nó là 10 sen nhá. 10 sen. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một cuộn keo 10 như này. Các bác chuyên dùng để dán tôn này, dán lên tường này hoặc các cái bề mặt khác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng cao su non và giấy bạc nhá. Đây các bác này, đấy dán vào này lô keo này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, dính rất là tốt nhá. Đây các bác nhá. Dùng rất là tiện luôn đây các bác này. Đấy, đây ví dụ test luôn nhá, cái ống nước bị thủng nhá. Bóc ra này. Dán phát được luôn các bác thấy chưa? Đó. Đấy. Các bác có thể dán lên các bề mặt như là bê tông này, tôn này hoặc là các cái bề mặt bị nứt nhá. Đấy, thấy chưa? Rất tiện ích luôn nhá. Các bác nào mà dùng mà trời bị mưa nồm như này, mưa rào như này thì các cái mái tôn, mái ngói các bác dán hết vào cho em. Rất tiện ích luôn, giá chỉ có 40k thôi. Một quận bản là 10 sen và chiều dài khoảng 5 m rồi ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn. Hôm nay thì một cái mã hàng rất là mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bên shop về cho các bác một số cái mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda nhé. Đây, mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng hàng bãi. Đấy, nhưng mà chưa qua sử dụng. Bên em thanh lý được hàng bãi chưa qua sử dụng cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Có hai mẫu không nhá? Có hai mẫu. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái mẫu là một mẫu là nó sẽ có là hai kính nhá. Đấy, gọi là hai mặt nạ. Đây. Cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là cái bảo vệ như này. Đây. Và cái này thì nó sẽ là có cái lớp kính như này con này, có cái lớp kính như này nhá. Đấy. Hàng này thì nó gọi là nó bị chảy xước nhẹ cái bên ngoài thôi. Đây. Bên ngoài nó hơi bị chảy xước nhẹ như này. Hàng thì 100% là hàng của thương hiệu Honda nhá. Hàng thương hiệu Honda, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bên ngoài thì hơi bị chảy xước nhẹ. Đấy. Thì các bác lên cho em là mũ hai kính và mũ một kính nhá. Hai kính thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái kính phụ đây. Đấy, gọi là một cái lưỡi chai phụ như này. Đấy. Đây, một cái lưỡi chai phụ như này các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 cho một cái con to lưỡi chai phụ như này nhá. Đấy, tức là con này nó có bảo vệ kính này, khi các bác gảy lên như này thì kính các bác để nó sẽ giảm cái độ chảy xước đi. Đấy, giảm độ chảy xước đi và các bác có thể kéo lên kéo xuống như này. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000 bên em sẽ bao ship. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Đấy. Đấy, đây nha, em đội cho các bác xem này. Đó. Đội vào thì nó rất là ôm luôn. Đấy, không dùng thì các bác đẩy lên như này. Đấy, vừa che nắng che mưa này. Còn khi nào dùng thì các bác kéo xuống cho em. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất là kín nhá. Đấy, dây riết các bác đeo vào này. Đặc biệt là vừa chống ồn này, mùa đông các thứ các bác dùng thì rất là ấm áp, mùa hè thì chống ồn chống nắng rất là tốt này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhá. Đấy. Thì nó có thể là đẩy lên đẩy xuống như vậy để khi tiện ích, đẩy lên đẩy xuống như vậy thì sử dụng rất là tiện ích nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, thương hiệu Honda của Nhật đây. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất mũ thì rất là bền đẹp, chắc chắn và cứng cáp nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 230.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mũ này thì nó sẽ có cho các bác là mũ hai kính đi. Lên cho em là mũ hai kính. Đấy, nó có một kính thôi nhưng mà nó có cái bảo vệ kính này. Đấy thì em gọi nó sẽ là mũ hai kính nhá, mũ hai kính. Còn con này thì nó sẽ là dòng một kính này. Đây. Con này thì sẽ là dòng một kính. Con dòng một kính này thì cái giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Đây, con này là con một kính này. Đấy. Con một kính thì nó chỉ có kính không thôi, còn con kia thì nó có thêm cái lớp bảo vệ nữa. Đấy. Còn chất lượng, chất liệu mũ các thứ thì đều là như nhau. Đấy, chất lượng như nhau, form mũ cũng như nhau. Hàng của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, thương hiệu Honda này. Đấy, logo của hãng này. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là mũ một kính nhá. Con này thì là một kính, con một kính này sẽ là 200.000, 200.000 cho con một kính như này. Đấy, đây em cũng đeo thử cho các bác xem luôn. Rất chất lượng luôn nhá. Giá thì khá là hợp, giá sẽ là 200.000. Đấy, con này thì mình độ thì nó sẽ gọn hơn con kia một chút. Đấy, kính thì nó cũng kéo lên kéo xuống như này thôi. Rất là ôm đầu vừa vặn luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cho các bác một cái lớp mút như này thì là đầu to đầu nhỏ. Đầu to đầu nhỏ đều vừa hết và vừa với form đầu của người Việt Nam mình các bác nhá. Vừa với form đầu của người Việt Nam mình. Đấy, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì các bác đội tham gia giao thông thì cực kỳ là an toàn luôn. Đấy. Riêng một cái mũ của hãng như này mua bình thường giá của nó cũng phải là 500-700.000 một chiếc nhá. 500-700.000 cho một chiếc mũ như này. Đấy. Bên dưới này thì có một cái lớp lót da này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá.
Nếu các bác mua một cái mũ bình thường cũng phải 5-700 nghìn nhá. Đấy, đây thì nó sẽ là hàng bãi chưa qua sử dụng và nó có cái hiện tượng là hơi bị xước nhẹ một chút thôi, nhưng không có về vấn đề gì cả nhá. Đấy, hàng bãi thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, bên em thanh lý được cho nên giá rất là tốt. Và bên trong của nó thì lớp, những cái lớp mút của nó rất chắc chắn luôn, kính kiếc rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ một kính nhá. Mũ một kính này sẽ là 200.000. 200.000. Còn cái con mũ hai kính này thì có một cái kính đen để bảo vệ và một kính thường nha. Đó. Thì con này sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, giá thì cực kỳ là tốt và ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất tốt, ưu đãi cho bác luôn. Chất mũ thì khỏi phải bàn rồi. Màu thì màu đen rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mũ của quân đội Mỹ nhá, quân đội Mỹ. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Test cho các xem này. Đấy. Đây. Đấy, gõ xuống đất này là các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Một con mũ lưới như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này, 150k nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích này. Đây các bác chỉ cần là đeo cái lưới này vào cho em này, đeo cái lưới này. Đấy. Thì cái lưới này vừa các bác dùng để trang trí này, vừa là để co. Đấy, để co trang trí, hoặc các bác không thích dùng lưới thì các bác bỏ lưới ra. Các bác nào thích dùng lưới thì dùng. Đấy. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống dây dù lót như này để tránh đội mình chạm đầu vào trong cái lớp này thì nó sẽ bị nóng nhá, bị nóng. Đó. Giá sẽ là 150.000, lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150.000 cho một em mũ lưới như này. Đó, thì các bác có thể là lấy cái loại nào thì lấy. Con này thì cũng rất là hay nhá. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Rất là ngon lành luôn. Đội thì rất là vừa vặn và ôm đầu thôi nhá. Đây. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới này, giá sẽ là 150k. Đấy các bác thấy không? Đây. Đội vào thì rất là vừa vặn luôn, rất vừa vặn, rất đẹp, rất xinh các bác. Đó. 150.000 cho cái em mũ lưới này các bác nhá. 150k thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Thì các bác có thể là lấy con nào thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Ok. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm nhanh cái này tí nào mình nào. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy.
các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt, quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có túc năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé, có hiện giờ đây. Thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy. Quạt đồng này cánh bằng nhôm và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy. Dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000. Bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây, dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá, rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em, rất mát luôn, gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì có sẵn cho các bác là một cái ấy luôn, một cái viên pin luôn. Về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Lưu ý các bác là khi mà lắp ấy thì mình lắp cho em là lúc 12 giờ trưa nhá. Để tránh cái việc các bác khỏi phải cài đặt giờ, các bác cứ lắp 12 giờ trưa cho em là nó sẽ lên giờ là 12 giờ. Đây, và có cái giấy bóng ở đây, các bác bóc cái giấy bóng bảo vệ này ra này. Đấy, các bác thấy chưa? Bóc thêm cái giấy bóng bảo vệ này ra nhé, không các bác bảo lắp pin mà không thấy nó lên giờ. Đây, đấy, 12 giờ trưa luôn nhá. 12 giờ trưa. Nhiệt độ hôm nay đang là 30 độ C này, độ ẩm là 82%, các bác thấy không? Đấy, thì có cái lấy để như này, các bác có thể dùng để bàn này. Đấy, để bàn này hoặc là để trên ô tô, nói chung là để đâu cũng được, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái đồng hồ này bao nhiêu đây hả Minh? Lên xem là đồng hồ nhiệt kế nhá, giá chỉ có 70k thôi, 70.000 cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật đây. Đấy, made in Japan này. Con này cắt ống cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác đưa vào là mình cắt ống nước thôi. Kéo cắt ống nước con này cắt được từ ống 42 trở về thì các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình này, hoặc là làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Ống nước bây giờ không ai người ta cưa cả, đưa con này vào cắt rất là ngon ngọt và rất là tiện ích nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt ống nước 42, kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá sẽ là 140.000 nhá, 140k cho con kéo ống 42 như này, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, bỏ cái khoan đỏ đây. Về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp. Thì nó sẽ là một cái dòng hộp mũi khoan tháp này, đó cái mũi khoan này. Hộp mũi khoan tháp này nhá, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá, hàng thương hiệu Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Một bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan và một cây lấy dấu nhá. Đấy, hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy thì cái lấy dấu này là rất là ngon luôn, các bác dùng để mình lấy dấu rồi lấy mực rất là ngon. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 mũi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi với các cái kích thước khác nhau và mũi to nhất này là 32.
tức là 3 phân 2 nhá. Đấy, đây em lấy dấu thử cho bác xem này. Lấy dấu được các bác, chỉ cần nhấp này là có dấu này các bác. Đấy thấy chưa? Đó, có dấu luôn các bác nhá. Đấy thì cái bộ mũi khoan tháp này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu 180k các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này và kèm 3 mũi khoan tazogen luôn. Đó, 3 mũi khoan tháp kèm 3 mũi khoan tazogen. Bộ này thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Đấy, thép của nó thì hai cái loại mũi khoan này đều là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Đấy, khoan đỏ giá sẽ là 110.000. Đấy, còn này là bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000. Tất cả đều là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn và rất là sắc bén các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. 1 2 3 4 5. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 cho 5 cái mũi khoan đa năng như này. 1 2 3 4 5 này. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, đầu của nó là đầu mũi khế như này nhá. Đầu mũi khế như này thì các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, kim loại đều ok hết, các bác khoan đa năng, cái khoan cái gì cũng được. Đấy. Còn lên mã cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ đây. Con này của nó sẽ là dung tích là 1,5 lít đây. Đấy, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ, su 304 nhá. Đấy, su 304, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dung tích của nó là 1,5 lít. Đấy, có nắp này là nắp cốc uống nước luôn, su 304 các bác này, su 304 nắp làm cốc uống nước luôn. Và một nắp bên trong này. Đấy, và có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này giá sẽ là 195.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em với bao ship, nhưng mà riêng bác nào mua cái bình nhiệt này thì đơn 250.000 bên em với bao ship được nhá. Đấy, tại vì cái bình nhiệt này bán 195.000 là bán giá gốc rồi, gần như không có lãi rồi. Nếu các bác nào mà lấy nguyên bình nhiệt này thì cộng cho em 30.000 để ship nữa nhá. Đấy, lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ, giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Đấy, con này thì các bác có thể xịt được trên mọi bề mặt nhá. Đấy, xịt trên mọi bề mặt, mái tôn, mái ngói rồi bê tông bê tông đều xịt được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác này. Thao tác rất đơn giản. Đây là sơn chống thấm nano công nghệ Nhật Bản, hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Chỉ với vài thao tác xịt đơn giản. Rất đơn giản thôi nhá. Đấy, các bác chỉ cần xịt vào các cái bề mặt bị nứt này. Đấy, bị bong chốc rồi các bác vệ sinh sau đó xịt vào cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc, đặc biệt khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím chấp nắng mưa, giải quyết rất là tiện ích luôn nhá. Thấm rột rồi, nói chung là các bề mặt. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Bốn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000, hàng của Đức Made in Germany đây. Bộ sản phẩm thì bao gồm 1 2 3 4 chìa. Chìa của nó là cái dòng chìa tròn nhá. Đấy, chìa tròn chống trộm. Nên các bác dùng cực kỳ an toàn luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng đa di năng chống trộm, chống cắt, chống ăn mòn các kiểu con là điều luôn các nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khóa Đức nhá, hàng Made in Germany này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, chống trộm chống cắt nhá. Đây nó có các cái phần bo kín như này cho nên là khóa thò vào cũng không cắt được này. Đấy, khi các bác khóa thì quay cho em cái chìa này vào này. Đấy, quay cái chiều này vào phát là nó không thể chống cắt được này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn này. Và trộm là cái chìa này của nó là cái dòng chìa tròn như này cho nên là không làm giả được các bác nhá. Lên cho em là khóa Đức, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em khóa Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn phễu này. Đấy. Dòng dây điện như mình. Cái đèn phễu như này giá sẽ là 90.000 cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, con này rất sáng luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái dây như này. Một cáp sạc một dây như này nhá. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi các bác. Đấy, rất sáng nhá. Sáng mạnh sáng vừa này. Đấy, nhấp nháy này, đây. Đây ban ngày mà em dọi mà pha nó còn như này là các bác biết rồi. Đó, các bác thấy không? Rất là sáng luôn nha, điểm sáng của nó rất là lớn luôn. Ban ngày mà còn như này là các bác dọi ban đêm.
thì siêu sáng luôn. Đấy, rất là to nha, có thể là gập lên gập xuống như này này, có báo pin và có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con đèn phễu này thôi. Đấy, đèn phễu giá sẽ là 90k. Giá thanh lý cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đèn phễu này, nó hình như phễu, giá sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Con này bên shop đang bán là 35.000 một chiếc, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn 30.000 trong cái đuôi lò xo này thôi. Lên cho em là đuôi lò xo giá sẽ là 30.000. Đây, cắm điện vào các bác cho bóng cho bánh vào đây. Đấy, bật công tắc lên là xong. Đấy, đuôi lò xo 30.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái bóng đèn 4 cánh mini này. Con này thì công suất của nó là 28W mà nó sáng giống như kiểu là bóng 80W thôi nhá, rất là sáng luôn. Và giá thì cực kỳ là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40k cho một quả bóng như này. Đấy, bình thường các bác đi mua một quả bóng mà sáng như này cũng phải mất 50-70 đến 100.000. Đó, các bác thấy không? Sáng trắng luôn các bác nhá, rất là sáng nhá. Thì các bác có thể dùng trong các cái không gian vừa phải thì rất là ok. Đấy, đầy đủ ánh sáng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây con này. Đấy, rất sáng luôn. Thì các bác lên cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con đèn 4 cánh mini như này giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 thôi. Đây, công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này, rất là sáng luôn. Đó, 4 cánh mini. Giá sẽ là 28W, giá sẽ là 40k nhá. 4 cánh mini 40.000. Đấy. Đuôi lò xo thì giá sẽ là 30k. Vừa là lò xo ngắt nghéo này, vừa là có công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái võng dù hàng của quân đội Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mình kéo cho anh. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên nó khoảng từ 2m đến trên 2m nhá. Đấy, từ 1m8 đến 2m. Đây các bạn này. Đây. Đấy. Đây các bạn này, rất là rộng luôn. Đây các bạn thấy không? Đây, rất rộng như này nhá. Rất rộng luôn các bạn này. Đó. Cái chiều ngang này của nó thì được khoảng 80-90 cm. Chiều dài của võng thì nếu mà tính từ đầu này đến đầu kia thì nó vào khoảng là trên 2m. Có sẵn dây đeo cho các bác như này luôn. Đấy, có sẵn dây đeo như này thì các bác về có thể đeo lên cây cối này hoặc là sử dụng khác rất là tiện luôn. Võng dù thì giá sẽ là bao nhiêu? 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái võng xếp này. Đấy, đây là một con võng xếp như này. Con này thì nó sẽ không có dây đâu, nó chỉ có cái quai đeo như này thôi. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Con này thì cái chiều banh của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1 mét và nó có hai lớp như này luôn. Hai lớp dù như này các bạn này, hai lớp dù như này, hai lớp luôn. Đây. Các bạn thấy không? Tổng chiều dài của nó thì dạng con này thì dài hơn con kia một chút và lúc nào nó cũng ở cái hệ là banh sẵn như này rồi. Các bác dùng nó rất là đã này. Đấy, có thể là mang đi du lịch hoặc là để ở nhà. Đấy, đều được. Khi các bác không dùng nữa thì quặn lại như này cho em. Đấy, rất là tiện nhá. Thì con này các bác lên xem là võng xếp, giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. Đấy. Còn con võng dù này thì giá sẽ là 90.000. Con này thì nhỏ gọn hơn một chút thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá đều là rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 160.000 cho con Thunder A1 như này. Con này thì rất nhiều phụ kiện đi kèm luôn này. Có các cái phụ kiện đi kèm đây. Đấy, chổi vệ sinh này, rồi cáp sạc này, dầu nhớt này, rồi cữ này. Và có cho các bác là một cái đầu Thunder như này nhá. Một đầu Thunder như này. Chống cắt, chống đầu Thunder này là chống chống bị đứt nhá. Đấy, các bác cắt thì nó rất là an toàn luôn. Không sợ bị đứt tay hoặc là bị ăn da, gọi là chống ăn da rất là tốt nhá. Đấy. Hàng bảo vệ các thứ lắp đặt cực kỳ chính xác luôn này con này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, bật nguồn cho em này. Đấy. Các bác dùng để cắt tóc cho trẻ em này, chấn viền cắt tóc cho người già này. Đấy, không ăn da nhá. Đây em cắt thử cho các bác xem này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cắt đầu sạch đấy luôn các bác thấy chưa? Đó. Cắt đầu sạch đấy luôn. Đó. Thì thứ nhất là có một Thunder này. Thứ hai là sẽ có cho các bác là một cái bộ vừa cạo râu vừa tỉa lông mũi nhá. Cái đầu này thì các bác dùng để cạo râu này. Đấy. Đầu này để cạo râu này. Xoáy cái đầu cạo râu này ra thì các bác lại dùng cho em cái chức năng là tỉa lông mũi thì các bác xoáy cái phần tỉa lông mũi này vào để là dùng để tỉa lông mũi này. Đấy, thì nó đa di năng luôn. Có ba chức năng chính đó là cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi. Đấy, ba chức năng chính như này. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Con này thì cái giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 160.000 cho một con Thunder A1 như này. Hàng ba chức năng cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ok.
Thunder A1 nhá. Đấy, Thunder A1 giá sẽ là 160k nhá, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo. Con này thì các bác dùng là mình treo lên, đấy treo lên cho em rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một viên pin như này nhá, một viên pin như này. Pin này thì hết các bác lại ra hiệu sách mua. Đấy, và cái này thì nó dùng nó rất là lâu hết pin tại vì nó có hệ thống là tự sạc cho nên các bác yên tâm. Và khi lắp vào thì nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là được. Còn nếu lắp vào lên rồi thì thôi. Đấy, còn không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy thì cái này cân tối đa của nó được 50 kg, còn các bác cân bao nhiêu thì tùy các bác thôi. Đó, cân bao nhiêu thì tùy các bác nhá. Đây, em sẽ cân thử cái dây điện này cho các bác xem. Đấy, đây là một cái cuộn dây điện đây. Đấy, dây điện em cân thử cho các bác xem nhá. Đây các bác này. Đấy, cái cuộn dây điện này là kích thước của nó sẽ là 10 mét này. Cuộn dây điện 10 mét, cân nặng của nó sẽ là 1 cân 39. 1 cân 39 các bác này. Đấy, 1,39 kg, tức là 1 cân 4. Đấy, 1 cân 4 như này. Cuộn này là 10 mét các bác nhá. Đó, đây các bác này. Nhớ số luôn, nhớ một lúc sau nó mới hết nhá. Đấy, và có cả cho các bác là cập nhật cả nhiệt độ luôn. Nhiệt độ đang là 30 độ C. Đó. Thì các bác lên cho em là cân treo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. 70 cành cho một cái cân treo cầm tay như này. Các bác có thể mua về để mình đi gọi là cân đồ ngoài chợ này, hoặc là các bác đi du lịch mua hải sản các thứ đi, hoặc là đi câu đi kẹo đều ok hết nhá. Lên cho em là cân treo này. Đó, cân treo giá sẽ là 70k nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện hàng của Nhật đây. Dây điện của Nhật. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dây của Nhật này. Đây, dây 2.5 nhá, Japan này, CU này. Đấy, dây của Nhật lõi đồng 2.5, đây FA 2.5 này. Con này thì giá của nó sẽ là theo kích thước các bác nhá. Dây thì siêu mềm luôn, dây siêu mềm và đầu dây thì nó sẽ là đầu ổ đúc chống va đập. Các bác có thể dùng để làm thợ hàn xì, chiến công trình, nói chung là dùng đa di năng được hết nhá. Con này dùng thì siêu bền, siêu tiết kiệm và rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện Nhật nhá. Đấy. Dây xanh. Dây xanh thì nó sẽ có cho các bác là dòng như sau. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái dòng như sau. 5m. 5m thì sẽ là 220k. Đấy. 10m thì sẽ là 330k và 30m thì sẽ là 650.000, 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, có quận 5m, quận 10m và quận 30m. Đấy, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây các bác này. Đây của nó sẽ là dòng 30m này các bác này. 30m là một cái quận to này các bác này, 30m đây. Đấy, thì các bác muốn lấy quận nào thì lấy, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất tất của thương hiệu Nai của Nhật nhá, tất Nai của Nhật đây. Đấy. Một vỉ này của nó là 10 đôi thì có màu đen và màu trắng nhá. Một vỉ 10 đôi có màu đen màu trắng như này, tất Nai của Nhật. Con này các bác đi mùa đông mùa hè đều được hết nhá. Hàng ôm chân, dệt 5D. Đấy, thoáng khí, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, giá rất hợp lý nhá. 90.000 cho 10 đôi tất luôn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, là các bác lên cho em là vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 này. Vỉ tất 10, giá sẽ là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen như này. Đấy, một đầu vòi sen và một đầu dây như này các bác này. Đấy, một đầu sen và một đầu vòi dây như này. Một đầu sen và một bộ dây như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Đấy, 100 cành. Có đóng ngắt trên tay này các bác nhá. Đây là đóng ngắt trên tay này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này và có điều chỉnh to nhỏ này, có lõi lọc này. Đấy, có lõi lọc như này, nói chung là combo đầy đủ cho các bác một cái bộ sen quạt như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 à 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 90k nhá. 100.000. Xin lỗi các bác, 100.000 nhá. Tiếp theo thì hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em các bác có thể liên hệ tới các số hotline này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ví đựng giấy tờ này. Con này thì siêu đẹp luôn. Các bác có thể đựng giấy tờ để mình bỏ trong bao lô vali này, hoặc là các bác đựng để mình để trên ô tô này. Hàng này thì nó chất liệu của nó là da tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên này. Và con này của nó thì hàng của thương hiệu Toyota đây, Toyota, tức là của hãng Toyota nó
họ sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô nhé. Đấy, của Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô, cho nên là con này thì bên em thanh lý được và cái giá nó rất là tốt cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ đẹp, chất lượng này. Đấy, khóa kết nối này, khóa kết nối rất là ngon luôn. Đấy, chất liệu của nó này các bác có thể dùng để mình đựng chiều dài khoảng 20 cm, chiều rộng thì nó vào khoảng là 12 cm nhá. Đấy, và rất là vừa xinh thì các bác đựng giấy tờ này, đựng tiền, đựng giấy tờ, rồi nói chung là đăng kiểm đăng kiếm rất là ok luôn nhá. Hoặc là các bác có thể mua để mình đựng giấy tờ bỏ vào xe máy, hoặc là để nhà cũng ok. Đó, nói chung là lên mã giúp cho em là ví giấy tờ, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví giấy tờ này, ví giấy tờ nhá. Đó, ví giấy tờ, giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc ví giấy tờ như này. Màu của nó thì màu da bò, màu nâu, màu da bò rất là đẹp luôn. Lên cho em là ví giấy tờ, giá của nó sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái nước hoa. Nước hoa thì nó sẽ là có hai loại, nước hoa Chanel và nước hoa Coco, Gucci nhá. Đấy, Chanel và Gucci đều là hàng của, đây, cái nước hoa Chanel này thì hàng của Pháp này, Paris đây. Đấy, Paris, hàng made in Fancy này, đó, made in Fancy nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nước hoa Chanel này, là hàng của Pháp này. Còn nước hoa Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đấy, made in UK này, made in UK, hàng của Anh nhá. Thì giá đều là 120.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel hoặc là nước hoa Gucci, giá đều là 120k trên một lọ như này thôi. Hàng thanh lý, giá cực tốt cho các bác luôn. Con này nếu mà các bác mua là phải tiền triệu không đấy, nhưng mà bên em thanh lý thì cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, giá trải nghiệm, giá thanh lý 120.000 nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái Sidra P7 nhá. Sidra P7. Chai này thì dòng chai to và được tặng thêm cho các bác là đi 50 gram nữa này. Đấy, tặng thêm 50 gram. Dung tích của nó sẽ là 350g, 350g, và giá thì sẽ là, đây, con này thì các bác xịt như này, đó. Và ưu điểm của nó thì, đây, hàng thì hàng của Australia nhé, Australia, đây, công thức cải tiến này, giúp bôi trơn nới lỏng dễ dàng các bộ phận bị rỉ sét này, đấy, giúp ngưng tạo ra tiếng kêu này, cải tiến này, đấy, chống ăn mòn rỉ sét rất là tốt luôn, đó. Lên mã giúp cho em đó là xịt là P7 nhé. Các bác lên cho em xịt RP7 nhá. Hàng này hàng to, giá của nó sẽ là 50k cho một chai như này nhá. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái Sen Inox nhá. Sen Inox, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một sen. Đấy, một sen, một dây vòi và một giá đỡ nhá. Một sen, một dây vòi như này. Một sen, một dây vòi, một giá đỡ, về nhà các bác kết nối vào cho em. Đấy, combo cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật made in Japan nhá. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá thì đặt này về thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 thôi, 90.000 cho một cái bộ Sen Inox như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá của nó sẽ là 90k trong bộ như này, bao gồm là một đầu bát sen như này này, hàng nội địa của Nhật này, Inox 304 này, made in Japan này. Đấy, một dây này và một giá đỡ nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn, chỉ có 90k cho một cái bộ Sen Inox này thôi. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox này. Sen Inox giá của nó sẽ là 90k nha, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Đó thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, thân của nó thì nó sẽ là bằng hàng thân của nó sẽ là bằng nhựa. Đấy, thân bằng nhựa nhưng mà nhựa ABS nguyên sinh. Đây, Osaka. Đấy, hàng Osaka của Nhật nhá. Dung tích của nó sẽ là 350W này, điện 220V. Đây. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay tôm, tép, rồi nói chung là xay cái gì cũng được, thực phẩm, thức ăn. Đây, Osaka Japan này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một thân máy này, một âu như này, và bộ lưỡi bao gồm là bốn lưỡi kép nhá, bốn lưỡi kép. Đây, bốn lưỡi kép này các bác này. Đấy, bốn lưỡi kép này siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó, các bác đặt về đây cho em. Đấy, sử dụng điện 220V. Osaka của Nhật đây, đây Osaka Japan này. Lên cho em là cối xay Osaka, giá sẽ là 145.000 nhá. Đấy, máy xay Osaka này, máy xay Osaka 145k một cái nhá, 145.000 giá cực kỳ hấp dẫn cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm, đó là cái tăm nước các bác này. Đấy, tăm nước đây, thì đây nó sẽ là một cái dòng tăm dùng một cái dòng máy sử dụng bằng máy bơm. Đấy, nó có sẵn pin như này và các bác chỉ cần bật này là xong. Đấy, máy nó sẽ chạy nhá.
Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác các cái chế độ khác nhau, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 4 cái đầu để các bác vệ sinh miệng này, vệ sinh miệng, vệ sinh lưỡi này, nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy. Lên mã nước cho em đó là tăm nước bao nhiêu nhỉ? 160.000 nhá. Lên cho em là tăm nước giá sẽ là 160k. Đây. Thì khi các bác dùng thì cái tia nước nó sẽ xịt ra này. Đấy, vệ sinh răng lợi rồi chân răng rồi niếu rồi lưỡi đều ok hết nhá. Đó, 160.000 cho một cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đấy, đây. Một cái bộ khay úp cốc như này, hàng bằng inox 304 và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Có kèm cho các bác một cái đĩa. Đấy, có kèm một cái đĩa như này các bác này. Đấy, kèm thêm cho các bác một cái đĩa như này thì khi các bác sử dụng thì mình úp thì nó sẽ chảy nước vào đây. Đấy, và các bác thay đi 1 2 3 4 5 6 6 cái cốc, các bác úp được 6 cái cốc nhá. Tên cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc giá sẽ là bao nhiêu? 70.000 nhá. Đấy, giá hợp lý cho bác luôn. Giá thanh lý chỉ có 70.000 cho một con khay úp cốc này thôi. 70k cho một khay úp cốc như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn, khay úp cốc 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm nó là cái bảng tô nhá. Bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa. Đấy thì bảng tô cũng được, bảng tự xóa cũng được. Giá thì đợt này về cho bác giá chỉ còn 40 cành thôi. 40 cành cho một cái bảng tự xóa như này. Về nhà thì các bác mở cái nút khóa này ra cho em này. Đấy, sau đó các bác sử dụng này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô này. Giá sẽ là 40k cho một cái bảng tô này. Xóa đi các bác này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể dùng để mình tô vẽ thoải mái này, xóa nhá, rất tiện luôn. Cho các em nó học bài này. Đấy, học bài này, rất tiện nhá. Rồi học là vẽ sáng tạo này. Đấy, hoặc là bác làm kiến trúc sư, làm nghệ thuật này cần tô vẽ này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bảng tô, và các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn. Đấy. Shop Phạm Huấn nhá. Rất tiện dụng luôn, xóa đi này. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá thanh lý 40k. Đó, 40.000. Đấy, lên cho em là bảng tô các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái keo keo vàng nhá, keo vàng, keo dán vàng đa năng. Con này thì các bác dùng dán đa năng luôn này. Dùng để dán đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ này, điện thoại điện thiếc đều ok hết nhá. Hàng thì sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, made in Thái Lan các bác này, made in Thái Lan đây. Đó, made in Thái Lan. Và giá thì sẽ là 20k nhá. Lên mã giúp cho em. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng. Đấy, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng nhá. Keo vàng, giá của nó sẽ là 20k. Đấy, 20.000 trên 3 típ nhá. Đấy, trên 3 típ luôn. Đấy, combo. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 cho 3 típ như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 3 típ như này. Thì con này dùng nó rất là sướng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, inox 304. Dày dẫn chắc chắn. Con này chỉ dùng để đựng nước thôi chứ con này không không giữ nhiệt được đâu nhá. Inox 304 hai mặt luôn. Đấy, trong ngoài đều inox 304 hết. Đấy, và dung tích của nó là 2 lít cả vỏ inox 304. Đấy, các bác dùng để mình đựng nước lọc, đựng nước uống rất là ok luôn, sạch sẽ, không lo bị rơi vỡ và an toàn với sức khỏe quá nhá. Đó. Bình 20 dung tích là 2 lít, giá sẽ là 80 cành. 80 cành thôi. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chả có đâu mà mua một cái bình inox đẹp như này mà giá 80.000 dùng từ năm nọ sang năm kia được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k các bạn. 80k cho một con bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là bỏ cho anh cái đấy anh quay luôn. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi. Cái to nhất này thì giá kích thước của nó sẽ là 35 cm và nhỏ nhất thì nó vào là 24 cm, 23-24 cm. Đấy, và nó sẽ combo cho các bác là một rổ và một chậu như này. Cứ một rổ một chậu như này. Hàng nhựa Việt Nhật các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Như này nó mới gọi là chất lượng. Bỏ lên cái. Ừ, bỏ lên cái. Không cần đâu. Chỉ cần một cái được, ngồi đưa đi thôi. Đấy. Đây các bác này, nhựa của nó phải là chất lượng như này thì các bác mới sử dụng nhá. Đó. Không hề có dấu hiệu gì luôn. Giá thì sẽ thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Đấy. Rổ vuông. Rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây?
túi đựng đệm nhá. Đấy thì lên cho em là túi đệm này. Nhà các bác mà có những cái đệm mà sông Hồng này hoặc các cái loại đệm mút để mình nằm mùa đông, bây giờ sang mùa hè rồi thì những cái đệm cũ nhà mình nó bị hỏng, bị rách thì các bác mua cái này về mình lại sử dụng cho em. Hàng thì hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc đây. Chất giấy bóng của nó cực kỳ dai luôn các bác này, chất rất là dai luôn nhá. Thì các bác bỏ vào cực kỳ yên tâm luôn. Giá thì sẽ là bao nhiêu? Hả? 60.000 cho một cái túi đệm như này. Đấy. Thì các bác cứ đọc cho em kích thước đệm thì em sẽ gửi cho các bác, giá thì đồng giá như nhau. Đó, đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng giấy bóng lụa rất là mềm và dai, thì mình đựng rất là thích, sử dụng 5-10 năm ok. Đấy, nó không như cái túi bóng của cái đội nó bán, nó túi nó giòn, nó nhanh hỏng và nhanh rách. Đấy, lên thì em là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm này nó sẽ có cho các bác là 60k một túi thôi, và có dòng là 1,6m và 1,8m nhá. Đấy, 1,8m. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, 1m6, 1m8, giá đều là bằng như nhau, 60k nhá, 60.000. Đấy, có dòng 1m6, dòng 1m8, các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm. Đấy, thì dùng nó rất là tiện ích. Nhà các bác nào mà bị rách, bị hỏng thì nên mua. Tại vì là các bác để qua mùa đông thì mùa hè thì màng nhện rồi các loại nó bị bám vào thì nó rất là bẩn. Đây, khóa khiếc đàng hoàng nhá, có khóa đàng hoàng. Đấy, có khóa đàng hoàng. Đệm to, đệm nhỏ bỏ vừa hết. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô Atomat, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng hai cầu chuẩn điện một pha 40A, hàng của nội địa của Nhật, made in Japan này, Hàng này thì hàng đa di năng nhá, chống chập, chống giật, chống quá tải, chống cháy nổ, ok hết các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật đa di năng cho các bác luôn. Độ mới của nó thì vào khoảng là 90%. Độ mới khoảng 90%. Đấy. Con này thì chức năng của nó là chống chập, chống giật, chống quá tải đều ok hết nhá. 40A, điện 220V này. Đấy, dòng dò của nó là 30mA, chống chập, giật, quá tải rồi cháy nổ ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 180.000. Lên cho em đó là AD40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD40A này. AD đại này, AD đại 40A. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AD đại 40A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho con Adcock 30A. Con này thì nó nhỏ bằng tầm khoảng 3 ngón tay. Đây, nó tầm này này. Đấy, tầm này, 2 ngón tay như này. Đó, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, thông phòng các thứ. Cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy. Đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật 30A. Dòng dò của nó là 15mA. Con này thì các bác dùng cho nóng lạnh, điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ này. Đấy, hoặc quạt đóng ngắt, đặc biệt là bình nóng lạnh cực kỳ an toàn luôn. Chống giật, chống chập, chống quá tải. Lên cho em là AD30A nhá. Adcock 30A. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110k. Đấy, 110.000 cho con Adcock 30A như này. Đấy. Hàng độ mới của nó lên tới 95%. Adcock 30A 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con AD chống AD đảo chiều này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng đảo chiều và công suất của nó sẽ là 63A. Hàng nội địa của Nhật nó sẽ có cho các bác là đảo chiều như này. Thì các bác có thể sử dụng hai công tơ này hoặc là sử dụng cho máy phát cũng rất là ok luôn. Nhà các bác có máy phát này mà các bác cần thì các bác chỉ cần đóng ngược lên ngược xuống này cho em. Hoặc là nhà các bác sử dụng hai công tơ. Đấy thì mình tiết kiệm điện thì nửa tháng mình dùng công tơ này, nửa tháng mình dùng công tơ kia là ok. Đó. Các bác lên trên là AD đảo chiều 63A nhá. AD 63. AD đảo chiều này. AD đảo chiều. Đó, lên cho em AD đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 110k nhá. 100. Lên cho em AD đảo chiều 63A, giá cũng 110.000 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo chuột nhá, 30.000 cho một lọ như này. Hàng này thì siêu nhạy cho các bác luôn. Đấy, hàng này siêu nhạy luôn. Chuyên trị chuột nhà, chuột đồng, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột đàn, chuột nhắt đều ok hết. Và dòng này của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đây các bác này, đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Các bác chỉ cần là rác ra các cái khu vực nào mà chuột nó hay qua lại hoặc là nó trú ẩn là nó sẽ ăn luôn nhá. Cái dòng này của nó thì một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, và nó sẽ là cái viên kẹo màu hồng như này thì nó sẽ rất là thu hút cái con chuột nhá. Đấy, lên mã giúp em là kẹo chuột, giá sẽ là 30k cho một lọ kẹo chuột như này, một hộp như này. Lên nha, mà kẹo chuột này, kẹo chuột giá sẽ là 30k. Các bác để cất đi tránh xa tầm tay trẻ em nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn một dây sạc này và nó sẽ có sẵn pin rồi. Đây,
Đấy, của nó là 1A này, 2W đến 10W này, công suất của nó là 2W đến 10W, 3,7V. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn đây các bạn này. Đấy, cảm biến này. Đây các bạn nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, đồng nghĩa với việc là ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy các bác theo, rất là sáng này. Đấy. Thì các bác có thể gấp qua gấp lại như này để cho các em nó học bài này, đọc sách này, vừa là chống cận này, vừa là rất là tiện ích luôn, mà có cả cái giá đỡ để các bác dùng thì mình sử dụng thì mình đựng hộp bút luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận, giá sẽ là 100k nhá. Đèn học chống cận 100k. Đấy, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái lô đó là cái máy mài dao các bác này. À, cái mài dao ba khe. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì chuyên dùng để mài dao, rất là ok. Đây, hàng của thương hiệu Katashiwa. Katashiwa made in Japan nhá. Đó, Katashiwa made in Japan. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ nhá. Mài dao này. Mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Cho con mài dao ba khe đỏ như này, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng 5 tầng nhá. Đấy, đây sẽ là một con cặp lồng 5 4 tầng luôn, bao nhiêu đấy? Cặp lồng 4 tầng 80.000. Đấy, tính ra là nó sẽ có 4 cái ô như này. Đấy, các bác có thể sử dụng dài hoặc là sử dụng theo kiểu là theo kiểu cặp lồng như này được. Đấy, có 4 cái ô như này rất là tiện này. Thứ nhất là dùng làm bát ăn cơm này, thứ hai là dùng để mình đi du lịch này, hoặc đi học, đi làm, đi công tác thì các bác đựng thực phẩm ở đây. Inox 304 nhá. Mỗi cái này thì dung tích của nó vào khoảng là 200ml các bác nhá, 200ml. Đây. Con này dung tích của nó tổng thể sẽ là 2.8L này, 2.8L. Đấy. 2.8L tức là mỗi cái là tính cả vỏ là đi 47 là 28, còn là cái phần đựng của nó thì chắc là vào khoảng là 200 đến 250ml, rất là tiện luôn. Từng ngăn một thế này, các bác cứ sập xuống là xong. Đấy, mình có thể dùng để mang đồ ăn đi làm, đi học, đi công tác này. Đấy, có quai sách này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác cứ sập cái quai này vào cho em. Cái này rất là chắc luôn. Đó, và rất chắc nhá, giữ nhiệt tốt luôn cho các bác nhá. Đó. Đây, các bác sập cái lẫy này vào này, đây nó có cái lẫy này, các bác đặt sập kỹ vào cho em. Đó, đây. Đây cái này em sập nó chưa vào lẫy cho nên là nó bật ra. Đấy các bác theo, cực kỳ chắc chắn luôn. Quai sách như này, 4 tầng luôn. Đấy, ở đây có cả van xả hơi này, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 80k nhá. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ này. Đấy, lên cho em là cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng này. 4 tầng, giá sẽ là 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. 80.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi và tốt cho các bác luôn. 80k cho một cặp lồng 4 tầng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đấy, một là đũa của Nhật, hai là đũa của Hàn Quốc này. Đũa của Nhật này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 40k cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hả? Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Một vỉ là 10 đôi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy. 40.000 vỉ 10 đôi, lên cho em là đũa Nhật này. Đấy, đũa Nhật. Giá sẽ là 40k trên một vỉ bao gồm 10 đôi như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái đũa Hàn Quốc mạ vàng này. Đây. Rất là đẹp luôn. Con này thì giá sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 trên một vỉ cũng bao gồm 10 đôi luôn. Đây. Đấy, đầu của nó mạ vàng rất là đẹp này, chất liệu cũng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc cho các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Con này thì các bác dùng rất là ok luôn, sang xịn mịn cho các bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cũng là 10 đôi luôn và cái giá thì chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho một vỉ như này, hàng của Hàn Quốc này. 35.000 cho một vỉ đũa Hàn Quốc rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đũa Hàn nhá. Đấy. Đũa Hàn giá của nó sẽ là đũa Hàn mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. 35k trên một vỉ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì em đang bán là 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k cho con ấm pha trà như này thôi. Lên mã cho em là ấm pha trà, giá sẽ là 100 cành. Ở đây thì nó sẽ có cái phần lưới lọc như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Đây, các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình pha này. Hoặc các bác có thể cho trực tiếp vào bình như này cũng được. Đấy, thì cái lưới này nó sẽ giữ lại ở trong rồi. Các bác yên tâm sử dụng. Đấy, xoáy vào cho em này. Đấy, và khi các bác bấm này là rót nước ra. Đấy, hàng bằng inox 316, bên ngoài sơn tĩnh điện sáng bóng này. Đấy, có lót đế chống cao su, chống trơn trượt này. Giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn nhá. Đấy, lên mã cho em là ấm pha trà 1 lít. Đấy, ấm pha trà dung tích là 1 lít nhá. Đây, đấy, dung tích là 1 lít các bác này. Đây. 1 lít các bác này. Đấy, 65ml, 1.000L này. Đấy, 100 1.000ml. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà
Con này thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 100k trong con ấm pha trà này thôi, độc có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi này. Đấy, con ép tỏi này thì giá sẽ là 110.000, hàng thương hiệu Nguyên Linh của Đức, inox 304 sáng bóng đẹp. Đây, cái phần lỗ này của nó rất là dày và nó đẩy lồi ra này thì khi các bác ép là nó sẽ nhân, nó sẽ lồi hết ra khỏi cái lỗ này. Thì nó sẽ rất là tiện khi mà các bác sử dụng nhá. Con này thì các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100k trong con ép tỏi như này, 100.000 trong con ép tỏi như này. Giá rất là tốt và vừa vặn tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100k. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đuổi chuột nhá. Đây, máy đuổi chuột này. Con này thì đuổi chuột, ruồi, mũi, kiến, gián đều được hết nhưng nó sẽ thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Đây. Đấy, chuột, ruồi, mũi, kiến, gián đều ok hết nhá. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc như này, 35k một chiếc như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện cho em là ok thôi, cắm vào điện cho em là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cam mô hình như này, có cả điều khiển, cả ốc vít đai chứ các bác, đầy đủ luôn. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 cho con cam mô hình như này thôi. Đấy, nó sẽ là camera nhưng mà nó sẽ là giả cam thôi và nó sẽ là đèn nhá, đèn năng lượng mặt trời như này rất sáng luôn. Ở đây thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá, ban đêm thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, ban đêm thì sáng có 3 chế độ, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, và ban đêm thì nó sẽ sáng nha, ban ngày nó tự tắt này. Đây. Đấy, em che đi thì nó sẽ sáng quá này. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cam mô hình nhá. Cam mô hình thì con này rất tiện, các bác vừa dùng để làm cam để dọa trộm này. Đấy, vừa các bác dùng để lấy ánh sáng luôn mà không mất một đồng tiền điện nào. Giá thì chỉ có 100k thôi, có cả điều khiển như hẳn hoi luôn. Cam mô hình. Cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con bàn làm rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi phượt, đi công tác đều ok hết nhá. Về nhà thì các bác cho nước vào cái quai này cho em này. Đấy, đây là cái quai này, các bác cho nước vào đây cho em để mình dùng này. Đấy, và các bác có thể mang đi học, đi làm, đi du lịch nhá. Đấy, và đây là cái công tắc của nó này để điều khiển độ nóng này, mâm cực dày luôn và có cả hơi nước, bóp vào đây là sẽ ra hơi này. Bàn là hơi nước mini nhá, 135.000 một chiếc, giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, giá chỉ có 135k thôi. Các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là dùng ở nhà cũng ok. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135k nha, 135k, bàn là hơi nước mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn, đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110.000. Đây. Đấy, sẽ kèm cho các bác một cục pin hãng như này. Đấy, thân của nó bằng nhôm và có zoom này các bác này. Đèn 20, con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20cm một chút thì em gọi là đèn 20. Có cả cái phần này để các bác lắp pin tiểu cũng được. Đấy, hoặc các bác dùng trực tiếp như này nhá. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em, lắp đúng chiều nhá. Nếu các bác lắp sai chiều thì đảo chiều đi cho em. Và xoáy thật chặt vào thì nó mới kết nối nguồn các bác nhá. Đấy, xoáy thật chặt vào thì nó mới ăn chân pin. Đó. Thì khi các bác lắp như này thì em lắp này là sai chiều pin này thì các bác lại xoáy ngược lại cho em, đảo chiều pin này cho em. Thân của nó thì bằng nhôm nhé, thân bằng nhôm hết, chiều dài là 20cm, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác và ngon lành, rất dễ sử dụng luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, rất tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có là 110.000 thôi. Đây đấy, đèn rất sáng các bác này. Đấy, và có thể điều chỉnh pha như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn, qua theo đó. Đây, pha của nó có thể điều chỉnh như này và pha rất là rọi luôn các bác này. Đây, ban ngày mà pha còn như này thì các bác biết rồi này. Đấy, các bác thấy chưa,
Đó, và có thể zoom điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, có thể phóng to thu nhỏ đây. Rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện nhá. Đấy, cái đầu này rút vào phát phóng to thu nhỏ nó luôn. Chiều dài của nó là 20 cm. Đấy, tầm 20 hơn 20 cm một chút. Đây. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy, có báo pin luôn các bác này. Rất tiện luôn. Đây, và có kèm thêm một cáp sạc nữa. Giá thì chỉ có cho bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Giá sẽ là 110k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 này. Đèn 20, giá sẽ là 110k. 110.000 cho con đèn 20 này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Nay thì bên em về một số cái đồ lính Mỹ này. Đấy. Đầu tiên em lên với bác cái mũ lưới nhá. Đây là con mũ rất là đẹp luôn, hàng USA của Mỹ này. Đấy, USA American các bác nhá. Đây, đây. Đập cho bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đập thoải mái luôn nhá. Đập thẳng tay luôn này các bác này. Đấy. Thẳng cánh và phang các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, đập như này nó không hề ấn gì, các bác yên tâm sử dụng rồi nhá. Chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Bên trong này thì nó sẽ có đai như này các bác này. Đây, thắt vào này, rất là ngon luôn. Đó, rất ngon nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái phần lưới dù như này. Thì khi bác đội nó sẽ không chạm đầu, rất là ngon luôn. Chất liệu thì khỏi phải bàn các bác này. Khỏi phải bàn luôn, các bác thấy không? Đập không hề có một vết xước luôn nhá. Và các bác về các bác đan cái lưới này vào cho em này. Đấy. Có cái lẻ không? Về nhà các bác đan cái lưới này vào cho em. Đấy, nếu mình thích cần dùng lưới thì mình đan lưới vào, không có thì mình không dùng lưới thì thôi. Đấy, còn các bác dùng lưới thì mình chụp cái lưới này vào cho em, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các bác có thể chụp cái phần lưới này vào này. Đấy. Con này thì các bác đội đi xe máy trước cũng rất là an toàn luôn. Đấy, đội xe máy rất an toàn luôn nhá. Đấy. Thì mình đội thì đây, lưới này nó sẽ là cái dòng lưới ngụy trang như này, rất là tiện ích này. Về nhà các bác dàn đều ra cho em. Đấy, sau đó thì mình đội vào này, rất là đẹp luôn. Vừa chống xước vừa là cái lưới ngụy trang như này. Các bác muốn dùng lưới thì dùng mà không dùng thì thôi. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó, giá rất hợp lý luôn. Cảm ơn cái kéo cu bia ra đây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu kéo này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng kéo bếp vàng như này. Con này thì hôm nay sẽ là về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó. 30k cho một chiếc này thôi nhá. Giá thanh lý cho bác chỉ có 30.000 cho một chiếc này thôi. Và sẽ là thanh lý giá tốt là 100.000 bốn cái luôn. Đấy, mua lẻ sẽ là 30.000 một chiếc, còn bác nào mua từ 4 cái trở lên giá chỉ có 100.000 cho bốn cái thôi. Các bác có thể mua cho gia đình và mua cho đại gia đình nhà mình nhá. Mua rồi tặng người nọ người kia rồi mua về để dùng dần. 100.000 cho bốn chiếc kéo bếp vàng như này, hàng nội địa của Nhật này, thép SK50 gì này. Đấy, cắt gà, cắt cá rất là ngon luôn, cắt nem rồi, nói chung là dùng đa chức năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên xem là kéo bếp vàng này. Đấy. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng này, cái giá thì cực kỳ là ưu đãi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc và mua lẻ. Còn mua combo thì sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 4 cái luôn, 100.000 4 cái nhá. Giá giảm sốc thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo khui bia nhá. Con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Các bác dùng để mình khui bia này, mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ đa chức năng luôn. Hàng rất bén quá nhá, rất bén luôn này, thấy không? Đó, rất bén luôn. Cũng hàng của Nhật, Japan đây. Con này thì nó sẽ dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Có khui bia, có mở nắp chai, có đánh vảy cá, có kẹp cua ghẹ, có phần khuyết để cắt gà. Đây là một con kéo khui bia đa chức năng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Đấy, chuyên dùng để khui bia này, mở nắp chai này, cắt gà, cắt cá, kẹp cua ghẹ đều ok hết nhá. Kéo khui bia giá sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Kéo khui bia giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này, ổ điện trắng. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt này, có đèn báo và có hai chân USB như này, dây dài khoảng 2 mét nhá. Lên mã giúp cho em nó là ổ điện trắng, giá sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là ổ trắng này, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con ổ trắng như này. 60k thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá thanh lý rất tốt cho các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm, hai chân USB, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái mẫu chổi để các bác chuyên để rửa ô tô. Đấy. Lau rửa ô tô thì con này rất là tiện. Thường thì nhà bác nào cũng có xe ô tô, xe con. Đấy thì dùng rất là tiện nhé. Các bác chỉ cần là đút vào đây cho em này. Đấy, rất tiện luôn này. Thì mình ô tô thì mình xịt nước vào, sau đó thì mình đưa xà bông vào là mình lau này. Đấy, lau lau chùi như này thì nó rất là tiện nhá. Nên mã giúp cho em đó là chổi rửa ô tô nhá.
chổi rửa ô tô. Giá thì sẽ là, lên mã giúp cho em là chổi rửa ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho bọn em chổi rửa ô tô như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác rửa ô tô này. Đấy, các bác thì mình chỉ cần là xịt nước lên cho xà bông vào đây này. Đấy, ở đây của nó là nó bằng da và nó máy hết nhá, thì các bác rửa không sợ bị xước xe nhá. Và cái phần này các bác chỉ cần gạt như này thôi, nó rất là nhanh, vừa rửa vừa lau khô được luôn, nó rất là nhanh nhá. À, cái này nó còn rút dài được thêm được khoảng 20 phân nữa các bác này. Đấy đây, các bác có thể rút vào, xoáy ra như này. Đấy, rất là tiện này. Tiện chưa các bác ơi? Tổng chiều dài của nó thì sẽ là 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, 4 gang. Nó vào khoảng là đi 8-90 cm nhá, 8-90 cm. Thì rất tiện luôn để chuyên cho các bác kỳ cọ rửa ô tô này. Các bác có thể rút ra như này, cho dài ra hoặc là mình xoáy vào. Đó thì rất là tiện. Lên cho em là chổi rửa ô tô, giá sẽ là 90k cho mấy em chổi rửa ô tô như này nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng bên em tiếp tục về mã mới. Lên video của các bác các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vật hoa quả nhá. Đấy, thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác lắp cho em cái cán vào đây này. Đấy, thế là các bác cho vào. Đấy, là mình cứ giật như này là sẽ cái quả nó sẽ rơi vào đây nhá. Sung khế rồi các cái dòng hoa quả là mình cho vào đây, mình chỉ cần là cho cái cán vào, bắt cái ốc vào đây cho em, bắt vít vào đây cho em là nó giữ này. Đấy, sau đó thì mình vật hoa quả các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là vật hoa quả, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, lên cho em là vật hoa quả này. Vật hoa quả nhá, vật hoa quả giá sẽ là 50k cho một chiếc như này nhá, 50.000 trong cái vật hoa quả như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Thì mọi người dùng rất dễ, cắm cái xào và là dùng được trực tiếp ạ. Đây có thể là đi hái xoài này, hái cam quýt các thứ. Đấy các bác này, đấy. Thì nó được kính là 16 cm, phù hợp với rất nhiều loại hoa quả. Thì khi mọi người giật định nó có cái lạnh đó là sẽ cài vào và giật rơi vào cái giỏ của mọi người, không bị rơi ra ngoài, không bị dập hoa quả nhá. Đó, rất tiện luôn nhá. Lên cho em là vật hoa quả nhá, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bộ nạo 5 món thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm là 5 chiếc như này. Đấy, combo cho bác 5 chiếc luôn. Đây. Đấy. Bộ nạo 5 món nhá. Giá thì đợt này giá thanh lý cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, 60.000 cho cái bộ nạo 5 món, tính ra vào chưa đến 20.000 nhá, nó vào khoảng 12.000 cho món như này thôi. 1 2 3 4 5. 60.000 cho cái bộ nào 5 món như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để gắp nóng bát đĩa đây. Đấy, gắp nóng bát đĩa thì các bác đưa vào. Đấy, các cái bát cái đĩa các bác đưa vào, các bác kẹp ra cho em là xong. Đây. Đấy, cái này để gắp nóng bát đĩa này. Đấy, còn cái này thì để nạo vỏ, nạo sợi này, làm vậy làm gà, làm cá này. Đấy. Còn cái này cũng là nạo sợi, nạo vỏ này. Cái này cũng nạo sợi, nạo vỏ luôn. Còn cái này thì các bác làm lòng, làm biếc, nói chung là đa di năng nữa, rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 60.000. Đấy. Lên cho em là bộ nạo 5 món này, bộ nạo 5 món. Bộ nạo 5 món, giá chỉ có 60k thôi nhá. 60k cho cái bộ nạo 5 món như này, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi nhá. Đây nó sẽ là một cái nắp cống bằng đồng như này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dạng van ngăn mùi, thì các bác để vào trong cái thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet giúp cho em. Đó thì khi mà các bác để vào thì nước nó chảy thì nó mới mở nhá, còn là nó luôn luôn là tình trạng đóng, khi nước nó chảy nó sẽ mở ra, còn lại là nó sẽ luôn đóng như này và nắp bằng đồng nhá. Lên cho em là nắp cống đồng, con này thì bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 40k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một cái nắp cống đồng như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, đậy và phát hết luôn các bác nhá. Đó, các bác theo rất kín luôn. Đó. Nước chảy thì là nó sẽ mở và đóng lại thì nó sẽ đóng nhá, rất tiện nhá. Đó. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k trong cái nắp cống đồng ngăn mùi như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đặt vào cho em là xong này. Sử dụng dễ dàng. Đấy. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó, các bác thấy chưa? Nước xả xong cái đóng ngay. Đấy, đậy và phát khít luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chuyên để các bác sử dụng mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bóp nem, bóp nộn hoặc là các bác dùng để mình vệ sinh chứ cũng ok hết. Găng tay của nó thì là bằng ni lông lụa nhá. Ni lông lụa cực kỳ bền đẹp và an toàn với sức khỏe luôn các bác. Nó bằng lụa này, có độ giãn rất là tốt này. Một hộp này sẽ là 25k, số lượng của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đây, các bác chỉ cần là đeo vào cho em là xong rồi. Đấy, đây. Chỉ cần đeo vào cho em là xong.
tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều được hết nhá. Dòng này thì nó khá là ôm tay và dùng nó rất là thật luôn, và nó sẽ là bằng dạng như là bằng bằng thuộc là nó thuộc cái dạng là túi bóng ni lông lụa, thế nên là nó rất là dài, rất là dài, thì các bác dùng rất là thích, không lo bị đứt nhá. Giá này sẽ là 25.000. Lên theo là găng tay thức ăn nhá. Đấy. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k nhá, 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái miếng dán ngải cứu. Đấy, miếng dán ngải cứu. Đây, nó sẽ là một cái miếng hình tam giác như này. Các bác có thể dán vào cổ đây, nó dán vào cổ như này. Cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân nhá. Đấy. Các bác bị đau cổ vai gáy bắp tay bắp chân, dán hết được cho em, đốt sống lưng đốt sống cổ nhá. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đấy. Miếng dán ngải cứu này. Dán ngải cứu, giá sẽ là 25k trên một hộp như này nhá. 25.000 hộp miếng dán ngải cứu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 đặt về cho bác cái mẫu vỏ hộp mới. Đấy, còn lại là đồng hồ thì vẫn như vậy thôi. Đấy, đồng hồ thân bằng nhôm này, thân bằng nhôm. Đấy, có 2 dây và một đốc sạc như này. Hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Dòng này thì khi các bác nhận được hàng thì đa số nó sẽ là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về đa số nó hết pin nhá. Con này thì có chức năng cho các bác là đo huyết áp này, đo nhịp tim và rất là nhiều chức năng khác nữa nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, T8 Pro đây. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ ví hồng này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi nhá. 50.000 cho bộ ví hồng như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 cái bấm móng này. Đấy, một cái cắt da này. Đấy, rồi là kéo tỉa lông mũi, rồi đầy đủ bộ sản phẩm như này. Lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho bộ ví hồng này thôi. Trước em đang bán là 60.000. Đặt này về cho các bác cái giá rất tốt luôn, 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác có thể mua để mình trải nghiệm, mình sử dụng không nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng, giá sẽ là 50k. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Ví hồng này. Đó. Ví hồng giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy son nồi. Đấy, tẩy son nồi, tẩy vành bánh ô tô. Dùng rất là ngon luôn, giá sẽ là 25k. Nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem rất ok các bác nhá. 25k lên em là tẩy xanh. Các bác lên cho em là tẩy xanh, giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Đó, 25k trong cái hộp tẩy xanh như này. 25k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu hàng của Thái Lan nhá, thương hiệu Clear. Đấy, dầu gội đầu Clear. Đấy, và hàng của Thái Lan. Con này thì bên shop bán rất là nhiều đây. Đấy, dung tích của nó thì vào khoảng là trên 400ml các bác nhá, trên 400ml. Chai này là 450ml các bác này. Đấy, 450ml trong một chai như này. Đấy, có màu xanh và màu trắng như này. Lên mã giúp cho em là dầu gội đầu Clear nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này dùng rất là thích luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ quần áo mưa nhá. Đấy, bộ quần áo mưa. Đây, hàng thương hiệu Tú Phong, VIP luôn coi nhá. Đấy, VIP Pro luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một quần và một áo này. Hàng chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 195k nhá. 195.000 cho bộ quần áo mưa như này đây. Mặc vào nó sẽ đúng như trên hình như này các bạn. Đấy, đúng như trên hình như này các bác nhá. Đấy, rất đẹp, hai lớp dày dẫn cho bác luôn, 195.000. Cái này các bác ra cửa hàng mua nó sẽ bán cho bác khoảng là 250 đến 300 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cái bộ thẻ và một cái cáp sạc. Đấy, đây, cái máy của nó đây, về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em. Đấy, bật cái nguồn lên các bạn. Đấy. Và các bác bắt đầu sử dụng mình nhá. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều các cái chủ đề cho các bác lựa chọn này. Đây, đấy. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có tới cho các bác là 220 chủ đề này các bác này. Đấy, rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn. Đấy, rất nhiều thẻ với nhiều chủ đề khác nhau nhá. Gia đình, rồi cây cối, rồi trường học, rồi xe cộ. Đấy, song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn cho các trẻ em nó chơi đây. Đấy, các chủ đề màu này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đấy, máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90k. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao sói này. Bộ dao sói giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bộ này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ có cho các bác như này. Đấy. Đây, đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao này, 3 con dao. Đấy, có cho các bác là 3 con dao, một cái nạo và một cái gắp như này. Đấy, 3 con dao, một cái nạo, một gắp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã tiếp theo là bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100k, hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới luôn, thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Đầu tiên thì bên shop về cho các bác một cái mẫu đồng hồ Nhật này. Đấy, đồng hồ Nhật thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, hai màu, màu vàng và màu trắng như này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đồng hồ con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP này. Đấy, đây, lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP nhá, thì nó sẽ có là VIP vàng và VIP bạc. Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào, mẫu nào thì lấy, hai màu như này, giá thì đều bằng nhau, chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này thôi. Hàng này thì sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn, hàng của Nhật đây các bác. Đấy, tem mác chữ Nhật hết các bác này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá, VIP vàng và VIP bạc. Đấy, thì có hai màu như vậy, rất đẹp cho các bác luôn. Đồng hồ chạy bằng pin nhá, VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150.000 một chiếc. Đấy, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP này. Đấy. Đồng hồ VIP nhá, thì nó sẽ có hai mẫu, đó là VIP vàng và VIP bạc, giá sẽ là 150k nhá, 150.000 một chiếc. Đấy. Giá chỉ có 150.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn, 150k cho một con đồng hồ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ điện tử này. Đây, con này thì đấy, nó sẽ là một cái dòng đồng hồ điện tử nhỏ gọn như này. Đấy, và con này thì nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, có sẵn pin bên trong rồi, về nhà hết pin thì các bác lại thay pin cho em thôi. Nó rất là đơn giản thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đây. Đấy, giá của nó sẽ là 50k cho một con đồng hồ điện tử như này, 50.000 cho một con đồng hồ điện tử như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Đó, con này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử, giá sẽ là 50.000 các bác nhá. Đấy, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm khác, đó là một con đồng hồ T8 nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết này. Bỏ anh con dao này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết. Con này thì giá nó sẽ là 170.000, 170.000 trong con đồng hồ như này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, còn con này thì con này của nó thì nó bằng nhựa thôi. Con này thì bằng nhựa thôi nhá. Giá chỉ có 50k thôi. Đó, 50.000. Còn con này thì nó sẽ là khung xương của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Quai của nó đây, quai đeo đây và có đốc sạc nhá. Con này thì nó sẽ là dòng sạc pin. Đấy, có đốc sạc như này. Và con này thì giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá sẽ là 170k cho em đồng hồ T8 như này. Rất ngon luôn các bác này. Đấy. Dòng này thì về nhà các bác sạc pin nhá. Đấy, ví dụ như là nó hết pin thì về nhà các bác nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8. Giá của nó sẽ là 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Đấy. Thì bên shop tiếp tục về cập nhật một số các cái mẫu đồng hồ mới để gửi tới các bác nhá. Con này thì đồng hồ T8 này. Đấy. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170k. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về một cái lô kính mắt của Nhật này. Đấy. Các bác lên cho em là kính mắt của Nhật nhá. Đấy, bao gồm là một kính này, một khăn lau và một hộp đựng như này. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. 100k một chiếc thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của hãng cực kỳ là ngon cho các bác luôn này. Đấy, lên cho em là kính mắt nhá. Đấy. Con này thì có cả chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đổi màu luôn các bác thấy không? Đó. Kính mắt khung gọng cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Khung thép rất chắc chắn nhá. Có chức năng đổi màu cho các bác này. Đeo vào thì cực kỳ chất và xịn sò luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Cực kỳ là chất luôn. Đây các bác này. Đó. Đây. Rất chất lượng các bác nhá. Đấy, đeo vào có chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đấy, đổi màu luôn. Phù hợp với ví dụ như các bác đi trời nắng thì nó sẽ phủ màu cho các bác, còn là trời bình thường thì nó sẽ lại về màu bình thường. Cho nên là các bác nhìn không bao giờ lo sợ bị tối nhá. Đấy, có chức năng đổi màu luôn, rất tiện ích.
Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100. Lên mã giúp cho em đó là kính mắt nhá. Kính mắt giá sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Đấy, 100.000 cho một chiếc như này. Có hộp hiếc đàng hoàng, có chức năng đổi màu cho các bác luôn. Hàng xịn sò nhá, bao chất lượng cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 100k thôi. Đấy, đây, có hộp hộp bao đựng như này, rất xịn sò cho các bác luôn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, lên cho em là kính mắt nhá. Đấy, kính mắt giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về. Giá thì sẽ là 40k cho một hộp như này. 40.000 cho một hộp như này. Về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì đây. Các bác xoáy cho em cái nắp này ra, sau đó thì bóc cái niêm phong này ra cho em là xong. Đây, cái nắp này nó sẽ hơi khó xoáy một chút đây. Các bác giật cái nắp này ra cho em. Đấy, đây sẽ có cái nắp, các bác giật ra xong bóc cái niêm phong này ra. Sau đó thì mình để trên ô tô, rất là thơm luôn. Ngoài để ô tô thì các bác có để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, cái thứ đều rất là thơm. Đấy, sáp ô tô của Nhật hương hoa tự nhiên rất là thơm nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ sáp ô tô như này nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc khóa các nhá. Đây. Đây nó sẽ là một cái móc khóa như này con này. Đấy. Lên mã giúp cho em là móc khóa này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình đeo chìa khóa này. Đấy, dây của nó thì bằng da như này nhá, dây bằng da này. Móc rất là ngon luôn. Giá sẽ là 20k nhá, 20k. Đấy, lên cho em là móc khóa nhá. Giá sẽ là 20.000 một chiếc. Đó. Lên cho em là móc khóa này. Đó. Móc khóa, giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc móc khóa như này nhá. 20.000 cho một chiếc móc khóa như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. 20.000. Lên cho em là móc khóa. Giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. 20k cho một em móc khóa như này. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn nhá. Lên cho em là móc khóa, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn vàng nhá. Các bác lên cho em là đèn vàng. Giá sẽ là 175.000 cho một con đèn vàng như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, công tắc của nó đây. Đèn siêu sáng luôn. Phương ơi. Tắt điện cho anh tí. Đây, em test trực tiếp cho bác xem luôn. Dập cầu dao đi. Đấy, dập cầu dao, dập cầu dao. Đấy, đây các bác này. Đấy, đây em test cho bác xem. Đấy, các bác thấy không? Chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, đèn vàng nhấp nháy này, đây. Đấy, đây. Cả một không gian như này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đây nhá. Đây em bỏ ra rất tối luôn nhá. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Cả không gian như này đi đâu sáng ở đấy nhá. Đấy, thấy chưa? Rất ok luôn. Rồi. Đấy thì bật đi. Con này sẽ là 175.000 nhá, 175.000. Lên mã giúp cho em là đèn vàng này, có nam châm hít này, cái này hình như nam châm hít thì phải này. Đấy. Có cổng sạc ra cho điện thoại này, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy, nút nguồn này, có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, và có hệ thống 4 đèn LED như này, tiêu chuẩn kháng nước IP66 luôn. Đấy, IP66 nhá. Con này thì giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, rất sáng quá. Sáng chói chang luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là đi 300W nhá, 300W. Đấy, có kèm cho các bác một cái chân cáp sạc như này thì các bác có thể dùng để sạc trực tiếp này hoặc dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời cũng đều ok. Và có cả quai đeo như này, các bác có thể dùng mình đeo lên nhá, rất là tiện luôn. Đó. Con này thì mình đề phòng mất điện này hoặc là ăn cơm ăn nước này hoặc các bác dùng các công việc đều rất là tiện luôn. Có báo pin này và có cả tấm pin năng lượng mặt trời này, rất là tiện. Đề phòng mưa gió bão bùng mất điện rất là tiện luôn. Đó. Có cả cái quai đeo rất là tiện này để cho các bác sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. 175.000 nhá. 175k. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá. Đèn vàng. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ba lô da này là bao nhiêu đấy? 130.000 cho một em ba lô da như này nhá. Lên cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 cho một chiếc ba lô da như này. Con này rất đẹp luôn, qua thấy không? Đây, rất đẹp luôn này. Đó, rất đẹp luôn, một con ba lô da cực kỳ xịn sò luôn. Có một ngăn để các bác bỏ giày đây. Giày dép thì các bác bỏ vào đây cho em. Đấy, một ngăn này các bác bỏ giày dép vào đây cho em này, rất tiện luôn nhá. Đấy, ngăn này là chuyên để giày dép các bác thục vào cho em. Đấy. Bỏ vào túi bóng cho đó, mình bỏ vào cho nó sạch này. Và một ngăn to này. Một ngăn to như này các bác này. Đấy, một ngăn to như này. Đấy. Ngăn to. Đấy, bên trong thì có một cái ngăn nhỏ nhá và một ngăn khóa ở bên hông này. Đó, rất tiện ích nhá. Quai đeo, quai yếc đàng hoàng, quai đeo cực kỳ xịn sò luôn. Quai đeo đây. Đấy, quai sách này, rất xịn sò luôn nhá. Lên cho em là bao lô da nhá, bao lô da. Kích thước của nó là một chiều là khoảng là 50 và một chiều 20 nhá, 50 20, rất là to luôn. Đấy, lên cho em là bao lô da. Giá sẽ là bao lô da, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con bao lô da này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Con này thì rất tiện luôn.
Giá sẽ là 145.000 cho một cái bộ chuông cửa như này. Có miếng dán cho bác để các bác dán vào tường này. Con này thì các bác cắm vào điện nhá, cắm vào điện để trong nhà này. Đấy, cắm điện để trong nhà. Đấy, lên cho em là chuông cổng nhá, chuông cổng. Đấy, chuông cổng. Và đây là cái công tắc điều khiển này. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là nó kêu này. Rất tiện các bác nhá. Cái cục này thì các bác cắm vào điện trong nhà cho em để có khách họ đến thì còn cái này các bác dán vào ngoài cửa nhá. Đấy, có khách đến là họ bấm cái chuông này là mình trong nhà mình biết này. Đấy. Rất tiện luôn nhá. Tầm xa của nó thì được vào khoảng là từ 3 đến 40 mét. Đấy thì nói chung là thoải mái luôn. Nhà các bác là cũng cùng lắm là đến 3 40 mét là cùng nhá. Đó, 3 4 50 mét là cùng, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000 cho cái bộ chuông cửa như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông cửa, giá sẽ là 145.000. 145k cho cái bộ chuông cửa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khóa rất tiện ích luôn, bao gồm cho các bác là một khóa này, một khóa và một cái bộ chìa rãnh như này. Đấy, một khóa một bộ chìa rãnh như này. Giá sẽ là 100k các bác này. Đấy. Đây. Đấy. Đấy, có người động vào là nó sẽ hú lên nhá. Còn bình thường các bác đảo chiều đi là xong. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Con này trước em đang bán 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn 80k thôi. Có người chạm vào nó sẽ kêu này. Đấy. Tiện chưa các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Con này thì con này rất là tiện ích luôn để các bác sử dụng khi mà mình đi ra ngoài này. Đấy, hoặc là mình không có ở nhà này. Đấy, cảnh báo chống trộm, có trộm vào cái là còi nó sẽ hú lên thì rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm, giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. 80k, giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. Đó, 80.000 cho một khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá. Cái thước móc khóa con này thì các bác dùng để mình treo vào cái móc khóa của mình thôi, rất là tiện luôn. Đó, để treo vào móc khóa thì em rất là tiện. Giá thì sẽ là 50k cho một con thước móc khóa như này. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 2m, chiều rộng của bản là 6mm nhá. Đây. Đấy, các bác có thể xoắn vào này, rất là tiện luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, chiều dài tổng là 2m, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn này. Đây. Một con kéo cắt tôn như này cũng rất là tiện các bác này. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Đấy thì khi các bác cắt tôn thì mình cứ đưa vào đây cho em. Đó, nó nghiêng 45 độ như này thì khi các bác cắt thì không sợ cái tôn nó đâm vào tay. Tại vì tôn nó sẽ nằm ở dưới như này là các bác cứ đẩy đi cho em xong. Đó. Giá sẽ là 130.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 130.000. Đó. Kéo tôn trợ lực 130k. Kéo tôn này. Kéo tôn trợ lực 130k nhá. 130k cho em kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bạc FO đây. Kìm bạc FO giá sẽ là 100 cái kìm bạc FO này bao nhiêu đây? Đây. Con này thì 180.000 nhá, hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này. Đó. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt, cắt dây, xoắn dây đều ok hết, hàng đa chức năng 5 trong 1 luôn. 180.000 cho một con kìm bạc FO như này nhá. Đấy, 180.000, chiều dài 22 cm. Lên cho em là kìm bạc FO, kìm bạc này. Kìm bạc FO 180k. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Đây. Đấy, dây sạc béo như này. Rất là to, dày dẫn chắc chắn và có đèn báo cho các bác luôn. Đây, có đèn báo nhá, ở đầu này nó sẽ có đèn báo này. Đấy, cắm vào đèn báo sáng như này rất là tiện này. Đây các bác thấy không? Đây, đấy, đèn báo rất là sáng luôn. Thì khi các bác dùng mà mình muốn xem là đầu dây có điện hay chưa thì chỉ cần cắm vào cho em là xong, rất tiện nhá, sáng lắm. Đây các bác này, đó, có đèn báo. Dây dày dẫn chắc chắn, lõi to. Đấy, lõi to rất chắc chắn nhá, chống đứt chống rối nhá. Giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá, giá sẽ là 50.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo này. Sạc béo giá sẽ là 50k. Rồi ok các bác nhá, 50.000. Hello chào bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô xịt chuột Vĩnh Viễn này, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, có thông tin địa chỉ rõ ràng nhá, made in Japan. Con này thì chuyên xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn luôn. Giá sẽ là 35k cho một chai như này. 35k cho một chai xịt đuổi chuột hàng nội địa của Nhật như này nhá. Ở bên Nhật nó chuyên dùng trong các thành phố lớn đây. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái khu nào mà nó trú ẩn này,
Đấy, hoặc là trên ô tô này, trên máy ô tô các thứ các bác xịt vào cho em 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là chai xịt muỗi nhá, cũng hàng nội địa của Nhật luôn, muỗi kiến dán nhưng chủ chốt vẫn là muỗi này đó. Con này thì cũng là hàng nội địa của Nhật, giá sẽ là 40k nhá, lên cho em là xịt muỗi, giá sẽ là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này đó. Con này là 250ml các bác này. Đấy, còn có chai xịt chuột này thì nó sẽ là vào khoảng là 300ml các bác nhá, 300ml, nó to hơn một chút đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 10 viên, 10 viên như này. Hàng này cực kỳ là xịn luôn, các bác cứ thả vào cái bồn cầu nhà mình. Đó là nó sẽ giúp cho các bác là cái này thơm lắm. Đấy. Thứ nhất là con này rất là nhiều công dụng luôn. Thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch, thứ hai là thơm. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn luôn. Đó, sạch thơm diệt khuẩn. Giá chỉ có 15k trên một túi, 10 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khò ga. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đây. Kabushi này. Đấy, Kabushi made in Japan nhá. Đó. Con này thì chuyên dùng để đánh lửa tự động rất là ngon. Và hàng đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là khò ga đại nhá. Con này giờ thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn cho các bác là bao nhiêu. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chuyên dùng để các bác thui chân giò hoặc là mình làm chiến công trình các thứ. Đấy, cứ lắp vào bình ga mini cho em là xong. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đại. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 100k thôi. Khò ga đại này. Khò ga đại nhá. Khò ga đại. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái chai thông cống này. Cái chai thông cống như này. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Cái này là bột. Các bác đổ vào là nó sẽ sầu lên. Đấy, nó sẽ sầu lên thì rất là tiện nhá. Lên cho em là bột thông cống này. Bột thông cống. Thông cống nhá. Giá sẽ là 25k cho một chai bột thông cống như này. Con này thì dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Đó. Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhỉ? Đấy, các bạn thấy chưa? Dùng anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa. Đấy, thấy chưa? Đó. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là nó giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Rất tiện luôn nhá. Kết quả này. Ok luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có 25.000 cho một lọ bột thông cống như này thôi. Các bác thông thường xuyên cho em, một năm các bác thông cho em 2-3 lần là ok nhá. Giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ như này thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn này, thơm phức luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một lọ như này và có cho các bác các cái bấc như này để các bác cắm vào lọ này và một cái nơ như này nhá. Đây, rất đẹp luôn. Tháo cho em cái nút nhựa trắng này ra, cắm cái bấc này vào là nước hoa nó sẽ thơm phức luôn. Thì chuyên bên Nhật nó chuyên dùng cho nhà hàng khách sạn và các cái không gian phòng của nó rất là thơm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k thôi. Đây. Chuyên bên Nhật chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn này, hotel đây. Đó, rất thơm luôn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá. Hàng made in Korea của Hàn Quốc. Đấy, chuyên bị chuyên trị cho các bác là đau mỏi khớp vai này, khớp cổ, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, khớp gối này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ dầu nóng như này. Lên mã cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đó, 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. À, màu trắng ở chân nữa. 40k nhá. Con này thì nó sẽ là được rồi. Nó sẽ là dòng kem trắng như này các bạn này. Đấy, kem trắng như này các bác thấy không? Đấy. Khi mà các bác bôi và đau mỏi vai, cổ, vai gáy các bác bôi vào cho em rất tốt luôn. Đấy, rất tốt luôn. Đen cho em là dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy đây. Đấy, đây nó sẽ là một con cốc như này. Các bác dùng để mình rất là đa năng luôn. Để mình khuấy lắp pin và đít này cho em nhá. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Sau đó thì các bác pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha cả các loại nước đều được hết. Có cái hạt 500 từ trường này nó sẽ ngoáy đều cho các bác luôn. Để các bác pha. Đấy, rất tiện, giá sẽ là 90k trong con cốc tự khuấy này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem nhá. Đây các bác này nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, các bác làm cái gì cũng được. Đây nó xoáy tít như này. Các bác cho nước này, cho cà phê này. Đấy. Rất tiện luôn, thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con cốc tự khuấy này thôi. Đấy, pha các loại hạt này, trà, cà phê này, rồi nói chung là ngũ cốc này đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì nó sẽ vào khoảng cho các bác là từ 30 đến 36 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản là sẽ có khoảng 30 lưỡi. 30 lưỡi kèm thêm một hộp kem và một cái bàn cạo như này. 30 lưỡi một hộp kem một bàn cạo. Các bác có thể dùng để mình cạo râu rất là đa di năng luôn. Lưỡi của nó là hai lưỡi trắng kép như này. Đấy, các bác thấy không?
Gillette các bác nhá, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi một cái bộ như này, bao gồm là 30 lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem. Giá thanh lý cho bác chỉ còn 55.000 thôi nhá. 55.000. Giá cực hạt rẻ luôn. 55.000 30 lưỡi. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ lưỡi kem mà cái giá nó hợp lý như này đâu. Đấy, lên theo là bộ lưỡi kem nhá, giá sẽ là 55k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái con máy súng thư giãn nhá, 170.000. 170k cho em súng thư giãn như này, 170.000 các bác này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Đấy, các bác lắp vào là cho em, nó sẽ có rất là nhiều đầu khác nhau. Giữ lì để nó lên này và có 6 cấp độ rung các bác này. Đấy, các bác này. Rất tiện luôn nhá. Khi các bác lắp thì ấn chặt vào cho em này. Đấy. Rung rất mạnh các bác này. Rất là mạnh luôn. Đấy. Rất hợp lý nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 170.000 thôi cho một con súng thư giãn như này. 170k nhá, dùng để massage rất là tốt luôn. Massage cổ vai gáy, bắp tay, bắp chân, bắp đùi đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi xịt và một giá đỡ. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Đây, một dây, đầu vòi xịt, một giá đỡ. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ sản phẩm như này. Một dây này, một đầu vòi xịt, một giá đỡ, hàng inox 304. Xoáy vào đây cho em là xong. Đó, xoáy vào đây nhá. Đó, đầu vòi xịt bằng inox, hàng nội địa của Nhật đây. Osaka Japan. Đó, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Đấy thì các bác lắp đặt vào cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của mình, hoặc là các bác lắp trực tiếp vào cái vòi của cái khu để các bác xịt tưới cây cũng rất là ok nhá. Rửa sân tưới cây đều ok hết rồi, ok. Đấy, 90k các bác nhá. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Một số mã cực tốt thanh lý cho bác trong ngày hôm nay. Đó. Đầu tiên thì bên shop về cho bác cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Tỉa lông mũi mini, con này thì chỉ chuyên để tỉa lông mũi thôi, dùng sạc pin. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây sạc như này nhá. Có kèm các bác một cái dây sạc như này. Về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình giúp cho em. Đó, rất tiện luôn. Và con này thì các bác chỉ cần bấm này là nó quay này. Đấy, dùng để tỉa lông mũi, và cái này thì nó là dạng quay bên trong nên rất là an toàn nhá. Rất là an toàn luôn này các bác. Đấy, máy chạy cực kỳ là êm luôn. Đây. Máy chạy cực kỳ là êm luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em cái mã đầu tiên, đó là tỉa lông mũi mini, giá sẽ là 60.000 cho một con như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc thôi. 60.000 cho một con tỉa lông mũi mini này các bác nhá. Đó, 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi vàng này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 40cm. Rất dài các bạn. Và cái đầu này thì có điều chỉnh được nước này và có thể ngoắt nhéo được này, có thể ngoắt nhéo được, rất là tiện luôn. Thì con vòi vàng như này về nhà các bác chỉ cần kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình thôi. Đấy, mình có thể vặn đi vặn lại này, xoay tròn để mình xả nước rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là vòi vàng nhá. Vòi vàng giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này, 35k. Thì các bác này, khi các bác lắp vào nó sẽ như này. Đấy, lắp vào rất là tiện luôn. Đây. Đấy, rất tiện nhá. Có thể là mình vặn điều chỉnh rất tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn, qua theo đó. Đấy, có thể xoắn tròn này, điều chỉnh này, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. 35.000 cho con vòi vàng như này. Đấy, đúng như trên video luôn nhá. Vặn vỏ này, điều chỉnh này, kết nối vào đầu nguồn nước này. Vòi vàng nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái bút thông mạch này. Con này thì bên shop sẽ lên nó là bút thông mạch nhá. Bút thông mạch 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 cho ba chiếc. Đây, đây, nó sẽ là một con bút này rất là tiện này. Đây, đây các bác theo. Đây, cái nào con nào về mà nó hết pin thì các bác thay pin cho em nhá. Bên em có kèm pin sẵn đây rồi. Về nhà các bác có thể là thay pin và giúp cho em. Đấy, hàng nó sẽ là để lâu thì nó có thể nó hết pin thì các bác thay pin mới vào cho em. Đấy, cái này bên em có sẵn pin rồi, lên cho em là bút thông mạch 20.000 một chiếc và các bác mua từ 3 chiếc thì sẽ là 50.000. Đây, đây các bác này, rất là tiện luôn nhá. Đó, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Và các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Về nhà các bác thay pin cho em. Lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 50.000 ba cái, còn mua lẻ 20.000 một cái. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái bút cao su như này. Con này nó cũng là dòng để thông mạch đây, nhưng mà nó to hơn. Đây, đây, to hơn. Con kia nó cũng đèn sáng như này thôi các bác nhá, cũng đèn sáng như này. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ to hơn một chút, đầu nó là đầu phủ cao su như này thì các bác có thể dùng vừa làm bút thông mạch, đo điện, vừa làm tô vít được luôn. Lên cho em là bút cao su, giá sẽ là 30.000 cho một con bút cao su như này nhá. Con này thì chắc chắn hơn, to hơn.
Con này thì các bác chỉ dùng để thử điện thôi, nhưng con này vừa thử điện vừa làm tô vít được luôn. Đấy. Thì lên cho em là bút cao su, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 các nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái đèn 20, giá sẽ là 110.000, bao gồm là một đèn, một viên pin và một cáp sạc. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng và thân của nó đều bằng nhôm hết nhá, thân của nó bằng nhôm hết nên các bác dùng rất là tiện. Đấy, một viên pin hãng, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, một viên pin hãng, rất là tiện ích nhá. Đấy. Một viên pin hãng dùng rất là tiện các bác. Đây, lắp vào này. Đấy, lắp vào. Các bác lắp mà nó không lên thì các bác đảo cái chiều pin đi cho em. Đấy. Đảo cái chiều pin đi cho em là xong. Đó. Thì các bác lắp một chiều không lên thì các bác đảo chiều pin đi cho em là nó sẽ lên. Đấy. Rất là tiện nhá. Hoặc là nếu mà các bác lắp mà không lên nữa thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hàng vận chuyển từ nước ngoài về để lâu nó hết pin. Lên mã giúp cho em đó là đèn đèn 20, giá sẽ là 110.000 cho con đèn 20 như này. Đèn 20 110.000. Các bác lắp pin đúng chiều cho em là sẽ lên nhá. Thứ nhất là lắp đúng chiều, thứ hai là xoáy chặt vào thì nó mới lên nhá. Đấy, vừa nãy em xoáy lỏng nó cũng không lên. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Và nó có thể zoom được này. Đấy, các bác có thể zoom như này. Con này thì rất sáng luôn đây các bác này. Đấy, khoảng sáng của nó rất là rộng luôn. Và mình có thể zoom điều chỉnh như này nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, tùy theo mình chỉ cần đẩy ra như này vào này là xong. Zoom nó rất là nhanh. Đây, pha của nó này. Sáng khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Ban ngày như này, ban đêm các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, mình có thể pha điều chỉnh như này. Con này giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá không lợi nhuận nhá. 110.000 cho một con đèn như này. Lên mã giúp cho em đó là ở đây thì nó có cái đốc này để các bác lắp cho em 3 quả pin con thỏ nhỏ cũng được. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đèn 20 giá sẽ là 110.000 một con nhá. 110.000 siêu sáng luôn. Đó, đèn 20 110.000 siêu sáng luôn các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Cái bình trà inox nhá. Dòng này thì là bình 4 lít. Đấy, bình 4 lít. Phương ơi. Dòng này nó sẽ là bình 4 lít này. Đấy, bình 4 lít này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba màu nhá. Đấy, ba màu. Cái này còn hai lạng không? Nó sẽ có dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. Đấy, giá thì con 4 lạng này là bao nhiêu? 4 lạng thì sẽ là 130.000 nhá. Dòng này sẽ là dòng 4 lạng này. 4 lạng 130.000 một con. Có 3 màu nhá. Đây. Hàng có ren xoáy như này. Có ren xoáy như này. Bỏ cái môi ra đây cho anh. Hàng có ren xoáy như này các bác nhá. Đấy, có ren xoáy như này các bác này. Ren xoáy có gioăng cao su luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 cho cái bình 4 lạng. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là 2 lạng. 2 lạng có mấy màu? 2 lạng thì em cũng có màu đỏ đô này và màu vàng. Màu vàng giống này nhá. Còn 2 lạng thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 90.000 cho một con bình 2 lạng như này. Con 2 lạng này giá sẽ là 90.000 các bạn. Đấy, lên cho em là bình 2 lạng này. 2 lạng giá sẽ là 90.000. Đó. Thì thôi đây rồi, không cần đâu. Con này nó con 2 lạng cũng có màu vàng luôn nhá. 2 lạng có màu vàng. Đấy, và màu đỏ đô như này. Hàng nội địa của Nhật. Con này các bác chuyên để đựng chè này, đựng cà phê này, đựng các loại hạt này, đỗ lạc này. Nói chung là đựng đồ khô thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Nắp nó rất là kín, ruồi muỗi kiến rán không thể vào được. Các bác có thể đựng đường, đựng cà phê, đựng các loại hạt rất là ok. Hàng rất đẹp, rất chất lượng này. Có màu vàng, màu đỏ đô, màu inox sáng bóng như này. Đấy, rất đẹp các bác theo. Đây. Dày dẫn chắc chắn đẹp lắm. Giá rất là rẻ. Con này 130.000. Còn con 2 lạng này sẽ là 90.000 các bác nhá. 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ môi này. Cái này 40.000 cái à? Môi. Đây, cái bộ môi như này các bác này. Đấy. Đây, một cái mẫu môi rất là đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, một cái mẫu môi rất là đẹp như này các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Bên em về nó sẽ có 3 mẫu như này các bác này. 3 mẫu như này. Đấy, kích thước thì nó tương đương như nhau nhá, tương đương như nhau. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Nó sẽ là dòng inox 304, môi cực kỳ nhỏ gọn, võng môi, dễ làm, dễ múc và đứng nồi nhá. Khi các bác để vào nồi này nó rất là đứng như này này và khi múc ra nó rất là tiện. Đầu tiên là môi liền này. Tiếp theo là đến môi lỗ tròn này. Đấy, lỗ tròn và môi này sẽ là môi xẻng nhá. Đấy, môi liền, môi lỗ tròn và môi xẻng. Đấy thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Giá thì bằng nhau đều là 40.000. Các bác có thể lấy theo combo 3 chiếc hoặc là lấy môi lỗ, môi xẻng hoặc là môi liền, tùy theo nhá. Cái này thì lên cho em là môi liền này. Đấy, con này là môi lỗ này và con này sẽ là môi xẻng này. Đấy, 3 mẫu như này. Nó đều là môi. Đấy, môi hoặc là miền Nam thì
các bác gọi thế nào đấy thì tùy, miền Bắc em gọi là môi các bác nhá, miền Bắc gọi là môi đó, môi liền này đấy, đây là môi liền này, thứ hai là môi lỗ này, và thứ ba là môi xẻng này đấy. Giá thì đều là 40k, hàng siêu dày dẫn các bạn, dày lắm các bạn, dày dẫn chắc chắn, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví xanh này, 100.000 cho cái bộ ví xanh như này đấy, 100k cho một cái bộ ví xanh như này, 100.000 các bác nhá, 100.000 cho bộ ví xanh như này. Bộ này rất nhiều chi tiết luôn, tha hồ thoải mái sử dụng này đấy, đây đầy đủ chưa các bác ơi, đẹp mê ly luôn nhá, đẹp mê ly luôn. 1, 2, 3 nói chung là tầm khoảng trên 10 chi tiết, có nạo gót chân này, 3, 4 cái bấm móng này, kìm cắt kéo cùng các kiểu con là điều luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi, lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Đấy, lên mã theo là ví xanh, giá sẽ là 100.000 cho con ví xanh như này, 100.000 cho cái ví xanh như này nhá, con này thì rất là tiện luôn. Đấy, ví xanh 100k, lên mã giúp cho em là ví xanh này, ví xanh 100k nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước này, thì cái này dùng rất là tiện, cứ nước dâng lên là 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt này. Đấy, lên mã giúp cho em là phao nước nhá, nước dâng lên 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt, rất tiện cho các bác luôn. Đấy, nước dâng lên 1 sen phao tự ngắt, rất tiện các bạn. Đấy, rất tiện và dễ sử dụng các bạn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi, 70.000 nhá. Đấy, 70.000 trong cái phao nước như này, đợt này về cho bác giá thì còn 60k thôi, lên cho em là phao nước nhá. Đó, phao nước giá sẽ là 60k, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác nhá, hình ảnh thực tế luôn này. Đấy, xoáy vào này, rất đơn giản thôi. Đấy, xả nước xuống này. Đó, nước ngập 1 sen là phao sẽ tự đóng này. Rất tiện các bác nhá. Đó, tiện lắm. Con này thì các bác dùng nó đa di năng được nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Các bác bỏ hết cái phao truyền thống đi. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phản huấn nhá. Nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chụp đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu đồng hồ dây da này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đồng hồ dây da hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Đây các bác này. Hàng rất là đẹp luôn. Đây các bác thấy chưa? Đó, dây da rất là đẹp luôn nhá. Và giá thì một cái mẫu đồng hồ dây da cực đẹp các bác nhá. Đấy các bác này. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn. Mặt này, đấy, mặt sáng đẹp các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá, 95.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da giá sẽ là 95k đây các bác này. Đeo vào thì cực kỳ là mượt luôn các bác này. Đấy, lấy cái bút đi. Đeo vào cực kỳ là mượt luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp các bác này. Số dạ quang đẹp nhá, số dạ quang đẹp cho các bác luôn. Đấy, và có các cái trang trí các cái đồng hồ nhỏ trang trí bên trong. Đó, hồ nhỏ này trang trí thôi nhá. Đó, rất đẹp các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dạ quang này. À, đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đồng hồ dây da này, đồng hồ dây da nhá. Dây da giá sẽ là 95k cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ rỉ nhá, cọ rỉ đây. Cái này các bác thì dùng để đánh sắt này, đánh rêu này, rồi đánh bẩn, đánh xoong, đánh nồi đều được hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái chỗ cọ rỉ như này. Đây, các bác có thể dùng để mình kỳ cọ này, kỳ cọ đánh rửa này. Đấy, đánh rửa xoong, nồi, bát, đĩa rồi nói chung là tất cả. Đây, rất là tiện nhá. Xoong, nồi, bát, đĩa rồi đánh rêu, đánh mốc đầy đủ cho bác luôn. Nên cho em là cọ rỉ nhá, chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k cho một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng này. Một quận này của nó thì khoảng là 20m nhá, một quận này khoảng 20m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một quận dây như này. Đấy, 150k các bác nhá, 150.000 thôi. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Chiều dài của nó khoảng 20m, có đèn báo này. Đấy, hàng nội địa của Nhật có đèn báo đây. Và có 1 2 3 4 chân cắm như này. Có 4 chân cắm có đèn báo nhá, 4 chân cắm có đèn báo. Con này thì dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó, 150.000 một quận. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác con sản phẩm đó là con dao thái lỗ của Nhật này. Đấy, thái lỗ của Nhật. Đây, hàng made in Japan này, made in Japan. Đó, đây, hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dọc giấy bóng cái loại giấy bóng dài như này mà em còn dọc được là các bác biết rồi. Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, giấy bóng siêu dài mà còn dọc được các bác nhá. Con này thì các bác dùng cẩn thận thì em là khéo đứt tay nhá. Đấy, dài thì phần lưỡi là 20 cm, tổng chiều dài của dao khoảng 30 cm. Có quai đeo như này, quai đeo hàng liền thân, siêu sắc bén cho bác luôn. Akatsuki này, đấy, hàng made in Japan đó. Lên theo là dao thái lỗ, con này giá của nó sẽ là 130.000 nhá.
130k cho con dao thái lỗ này. Đấy, tên cho em là dao thái lỗ. Dao thái lỗ giá sẽ là 130k nhá. 130k con dao thái lỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ vạn năng nhá. Đấy, đồng hồ kim. Lên cho em là đồng hồ kim. Đấy, con này thì sẽ là 200. Các bác lên cho em là đồng hồ kim nhá. Đấy, đồng hồ kim. Thì cái này các bác dùng để đo vôn, đo ampere kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Có kèm cho các bác một viên pin như này. Đấy, và các cái đầu để đo đây. Các bác có thể đo ôm này, đo ampere kế, đo vôn kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Đấy đây, các kiểu con này đều luôn. Đó. Ôm rồi ampere rồi DAC, ACV, nói chung là đầy đủ. Giá sẽ là 230.000, bên em đã bao ship cho bác nhá. 230.000, bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Giá rất hợp lý nhá. Một con đồng hồ như này. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Nếu các bác mua bên ngoài thị trường nó phải 300-400 nghìn. Đấy, bên em bán giao đến tận tay cho các bác, giá chỉ có 230 nghìn thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm. Đồng hồ kìm giá sẽ là 230k bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật này. Đấy, đài FM của Nhật đây. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Có cả đồng hồ luôn nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Và con này thì nó đã tích hợp pin sẵn ở đây rồi. Về nhà có kèm thêm một cái cáp sạc pin đây. Đấy, cáp sạc pin bên trong này và một quả pin như này. Về nhà các bác dùng thôi. Hết pin thì các bác lại sạc pin vào cho em. Đấy, các bác để cho em chế độ FM là 1 này. Đấy, và vặn lên này. Đấy, vặn lên. Đấy, volume ở đây luôn. Bluetooth. Đấy, và các bác bắt đầu là mình dò nhá, mình dò này. Đấy. Các bác dò đây cho em này. Đấy. Các bác cứ dò đây cho em. Đó. Là mình sẽ ra đài thôi. Các bác cứ nhả nha, mình dò là nó quen tần sóng rồi là các bác bật lên, là sau các bác cứ bật lên là có luôn. Đó. Rất tiện ích các bác nhá. Đây các bác cứ dò đây cho em này. Đó. Để mà tránh cái có thai ngoài ý muốn. Đấy. Dạ vâng. Liên quan đến chủ đề là phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em thì trong quá trình thực hiện chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của các quý vị thính giả. Những bậc phụ huynh có hỏi là có những cái loại xâm nào ạ? Và làm sao để mà có thể nhận biết sớm được những cái dấu hiệu mà con em mình bị xâm hại ạ? Thực ra là xâm hại tình dục thì không phải là chỉ cần tiếp xúc bộ phận sinh dục, mấy bộ phận sinh dục người ta đã có những cái định nghĩa và quy định. Xâm hại tình dục qua lời nói, qua hành động, qua phim ảnh, rồi qua chuyện kể, rồi rất nhiều các vấn đề. Cho nên là để mà cái nhận biết được. Con này thì nó sẽ có cho các bác là đồng hồ này, có đài FM này và có kết nối cả MP3 Bluetooth nhá. Đó. Có cả kết nối Bluetooth luôn. Đấy thì giá sẽ là 260.000 cho một con đài FM như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Ok thì mình thanh toán cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đài FM nhá, giá sẽ là 260.000. Đó. Đài FM này. Đài FM 260k, 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhang chầm đốt nhá, nhang chầm đốt. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng. 70 đến 100 vòng và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Đấy. Mỗi bánh như này là nó sẽ là 2 vòng nhá. Mỗi bánh này là 2 vòng, về nhà các bác tách ra cho em. Cái này của nó là chầm tự nhiên nhá, chầm tự nhiên. Đấy, được chiết xuất từ gỗ chầm tự nhiên, hàng cực kỳ là thơm luôn nhá. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, gỗ trầm tự nhiên rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp mà nhang trầm đốt như này, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Nhang trầm đốt này, giá sẽ là 40k thôi, rất rẻ. 40k trên một hộp như này mà tới 100 vòng tính ra là vào có 400 con trên một vòng như này, rất rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng này. Đây. Qua lên cho em là nồi lẩu 2 tầng. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình chiên mình hấp này. Hấp hoặc là ăn lẩu này. Dán đều được hết nhá. Đây, tráng đá chống dính. Kích thước của nó là 28 cm nhá. Thứ nhất là các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu ok hết này. Đấy, ăn lẩu này hoặc là hấp này. Nói chung là con này nó sẽ là nồi lẩu 2 tầng đa chức năng, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy. Điện 220, 28 cm, công suất của nó là 1000W, hàng siêu nóng nhanh luôn. Hả? Giá sẽ là 230.000, bên em bao ship đến tận nhà. Ôi giời ơi, giá rất ôi giời ơi luôn, giá siêu rẻ luôn nhá. Một cái nồi lẩu như này, đa di năng như này mà giá chỉ có 230.000 thôi, rất rẻ nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng.
lầu 2 tầng giá sẽ là 230k, bao ship, giá cực kỳ ôi giời ôi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá, 150.000 à. 150.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này. Cắm điện vào có đèn báo này, có 1 2 3 4 chân USB, 3 chân ổ cắm, 1 chân sạc nhanh. Đấy, các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây là sẽ có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn, rất tiện. Để trên bàn như này vừa nghe nhạc, vừa sạc pin, vừa xem YouTube các thứ, vừa mở shop Phạm Huấn lên xem nhé. Có cả cầu dao đóng ngắt luôn, hàng cực kỳ xịn sò. 3 chân 4 chân USB 1 2 3. Đấy, cắm cho anh dây điện thì nào, rất tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh, ổ điện sạc nhanh này, ổ điện sạc nhanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 150k thôi, 150k. Đây em cắm test thử cho anh em các bác xem luôn. Dây dài khoảng gần 2 mét nhá. Đấy, mét mấy đến 2 mét đây. Cắm vào này, bật lên có đèn báo này. Đấy, đèn báo xanh luôn nhá. Sạc nhanh này. Đấy, sạc nhanh này. Đấy, báo pin luôn. Ngon chưa? Đó, rất tiện luôn. Giá sẽ là 150.000. Có dây dài nhá, dây dài khoảng gần 2 mét các bác nhá. Dây khá là dài luôn đấy, rất ok luôn. Lên thì em là ổ sạc nhanh 150.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái bộ gắp nóng này. Bộ gắp nóng đây, bộ này rất là tiện, bao gồm cho các bác khá là nhiều chi tiết luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho các bác là một cái gắp kẹp như này này. Đấy, cái này để các bác kẹp mà các cái bát, cái đũa vào này, cái bát đĩa này. Đấy, thứ hai là cái này chuyên để gắp đĩa. Đây, gắp đĩa này, các bác hấp thì mình đưa cái vành này ra này, đưa cái vành này ra mình kẹp đũa, kẹp những cái đĩa, những cái khay vào này. Đấy, cái này thì để lót nóng này, cái này để bắt tay này. Đấy, một bộ 4 món như này. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 các bạn. 50.000 cho một cái combo 4 món thần thánh như này. Đấy, các bác nhà bếp nhà nào cũng phải nên có một cái bộ này. Ví dụ như các bác hấp này rồi chiên rán này, đồ nóng này, cần phải gắp ra mà không bị bỏng tay dùng cái này cho em. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50k. Đấy, bộ gắp bát đĩa 50.000. Đây sẽ có video thực tế luôn. Các bác sản phẩm bao gồm một cái bát đĩa. Các bác nhá. Đó, các bác xem hình ảnh còn em minh họa cho các bác xem. Kẹp vào này, bê ra này, rất tiện nhá. Chắc tay luôn đấy, đây là cái bắt tay này. Bộ sản phẩm này đấy, của họ còn thiếu một món này, của em còn có cả cái lót chống nóng ở dưới nữa cơ. Đó, họ có 3 thôi, của em 4 món luôn. Siêu tiện ích luôn. Đấy, anh em các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện nhá. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Cầm anh cái ổ vàng ở đây. Đấy thì sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện vàng nhé. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân này, cái ổ va đập ấy. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân, 1 2 3 4 5, 5 chân cắm như này. Đấy, và có các cái dòng chân khó như này nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ vàng nhá. Ổ vàng, giá sẽ là 45k. Đó, ổ vàng. Con này là cái gì? B1 à? Ổ vàng giá sẽ là 45k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ điện như này, nó cũng là ổ vàng nhưng mà nó cùng tên, nên bên em sẽ lên nó là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là bao nhiêu? 65k nhá. 65k cho cái ổ B1 như này. Con này thì hai con này đều là dòng chống va đập hết này. Đấy, đập phá thoải mái cho em. Đập phá thoải mái quá nhá. Đấy, dùng rất là thích này. Đấy, đập không hề có một cái vết cong vênh xít mẻ nào luôn. Đấy, không hề một vết xước luôn nhá. Chống va đập rất là tốt luôn. Hai con này thì đều là dòng chống va đập hết nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ B1 giá sẽ là 65.000. Có đèn báo này. Về nhà các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra, sau đó lật ngửa nó lên là mình kết nối dây vào đây cho em. Đó. Công suất rất là lớn luôn, lõi của nó đều bằng đồng hết, cắm rất là ngon. Đấy, còn con này thì nó cũng là dòng ổ đúc để chiến công trình nhá. Con ổ vàng này là 45.000. Đấy, ổ vàng 45.000. Còn con ổ B1 này sẽ là 65.000. Các bác muốn lấy con nào lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đo đạc đa di năng cho các bác luôn. Có cho các bác là ba cái mực thước này, chéo, nghiêng và đứng này. Đấy, có cái cản pin này các bác rút cái ra cho em. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy là nó sẽ là đèn led nó sẽ lên các bác này. Đấy đây, rất là sáng luôn các bác này. Các bác thấy không? Đó, đây, em dọn tường cho các bác xem này. Đấy, rất là xịn sò các bác nhá. Đấy, mình có thể lấy góc vuông này, rất là tiện ích nhá. Lấy góc vuông các thứ đều ok hết này. Đấy. Và có tia ngang, tia dọc rất tiện. Con này thì giá sẽ là 90.000. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhé. Giá sẽ là 90k cho một em như này. Các bác có thể dùng để mình làm thợ làm nghề, hoặc là sử dụng chế cháo vào trong gia đình nhà mình rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là thước laser nhé. Thước laser này. Thước laser giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ấy. Sản phẩm đó là cái bộ vít xanh nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ vít xanh như này. Bao gồm cho em là một đầu vít này, một đầu vít, một tay nối dài và một
một đầu sử dụng một tay nối dài và 30 đầu vít như này. 30 đầu vít to nhỏ lớn bé dẹt tròn đầy đủ cả thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, có đầu to, đầu nhỏ, đầu lớn, đầu bé, lục giác, ba khe, tròn, mũi khế đều có hết nhá. PH1, PH2, PH3 lắp vào đây cho em là mình sử dụng này. Rất là tiện luôn. 40k trong cái bộ vít như này thì các bác nên dùng. Đấy, rất là tiện ích này. Đó, thay tháo đầu rất là đơn giản thôi. Rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít như này thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó ưu điểm của nó có tới 30 đầu vít khác nhau luôn. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Nên cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Vít xanh, giá sẽ là 40k trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con đèn cầm tay này. Con này thì một đèn một cáp sạc có pin năng lượng mặt trời luôn và có rất là nhiều đèn cho các bác đi kèm này. Đấy, một con đèn cầu này. Một con đèn cầu khá sáng luôn. Tiếp theo là đến hai con đèn led hai bên này. Tiếp theo là một con đèn dọi như này, con đèn dọi như này. Pha của nó cũng rất là dọi luôn, dọi khá là xa luôn các bác này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó dọi rất là sáng luôn các bác thấy không? Đây, ban ngày mà còn như này các bác biết rồi. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đây, tấm pin năng lượng mặt trời có báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Điện thoại hết pin các bác sạc cái này ra cho em. Đó, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 100 cành. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay, giá sẽ là 100 cành. Đèn cầm tay này, đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm một con đèn nữa đó là đèn hộp nhôm nhá. Đây, con này là sẽ là đèn hộp nhôm, có dây đeo, cáp sạc đầy đủ cho bác luôn, có cả nam châm hít này để các bác đặt lên cái nào mà mình cần để giữ để chiếu sáng này, và có cả máy lửa luôn. Đây, đèn thì rất là sáng các bác này. Đấy, sáng lắm, sáng chóe luôn các bác nhá. Đấy, các bác đừng nhìn trực tiếp vào nó như nhìn vào mặt trời rất là nguy hiểm các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cả máy lửa luôn, có cả chế độ nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có cả máy lửa đây. Máy lửa thì các bác giữ lì cái phím thấp này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì đèn lên là máy lửa lên. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Và các bác giữ là nó lại tắt này. Giữ là nó tắt. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đấy. Các bác giữ lì này cho em là nó lại tắt. Đấy. Và các bác giữ này nó đèn nó tắt là nó tắt, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đèn hộp nhôm. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Con này 100. Đấy, giờ gửi tới các bác giá chỉ còn 90k thôi, 90k. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm này, giá của nó cực kỳ sốc luôn, 90k cho một con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động đây. Một bịch này của nó thì sẽ là 12 đôi. Và bên shop bán bịch cũng có mà bán lẻ cũng có. Các bác muốn lấy bịch thì lấy mà lấy lẻ thì lấy. Đấy, một bịch của nó thì sẽ là 70.000 cho 12 đôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 5 đôi là 40.000. Đây. Đấy. Chất liệu của nó thì dệt 5D, giãn cực kỳ luôn, có cao su non này, chống trơn trượt này, cầm bút viết các thứ thoải mái luôn. Đấy, cầm bút viết thoải mái luôn các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này. Thì lấy 5 cái, 5 đôi thì 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 5 đôi là 40.000. Còn 12 đôi thì sẽ là 70k. Đấy. Mua cả bịch nó rẻ. Đấy, cả bịch là một bịch như này là 12 đôi thì giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, có là màu màu xám, màu đen và màu xanh thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bác thấy không? Hút rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, một cái biển như này nó hút phát một luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Một cái biển to như này mà còn hút được các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn các bác này. Đó. Hút rất là khỏe luôn các bác, hút rất là khỏe luôn này các bác này. Đấy. Nó hút cái túi bóng vào các bác này. Đây. Các bác thấy chưa? Đấy, đây. Cái túi bóng như này mà nó còn hút vào này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Hút rất là khỏe luôn các bác này. Đó, thấy chưa? Đó, đây nhá. Đấy, thấy không? Đây. Đấy các bác thấy chưa? Cái túi bóng này nó còn hút vào được này các bác này. Đấy. Rất khỏe luôn nhá. Có các cái đầu như này. Đầu thổi luôn. Đầu này đầu thổi các bác lắp vào đây này. Đấy, các bác lắp vào là nó sẽ thổi thôi. Đây em thổi cho bác xem này. Đấy. Thổi cũng rất là mạnh luôn, các bác có thể dùng bơm phao, bơm bóng đều được này. Đấy, đây thấy chưa? Đấy. Thổi này rất mạnh luôn, đấy. Rất mạnh luôn. Đó. Thổi rất là mạnh luôn nhá. Thổi thì lắp vào cái đít này cho em. Đấy. Thì con này là chạy bằng pin nhá và có cáp sạc như này, có cáp sạc vào nhà các bác cắm củ sạc điện thoại nhà mình. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu chổi, đầu chiếc đầy đủ cho bác luôn. Đấy, các cái đầu chổi như này nhá, đầu chổi, đầu hút như này vệ sinh. Nên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin. Bỏ trong cái điện đây xem nào. Cái thổi bụi điện này. Hút thổi bụi bằng pin nhá, thổi bụi pin này, đó, thổi bụi chạy bằng pin nhá, giá sẽ là, cái này là cả hút cả thổi luôn, hút thổi bụi bằng pin giá sẽ là 100, 200 mấy, dòng dây điện này, 170k nhá, 170.000,
Ngoài ra thì bên shop có cái con chạy bằng điện này. Đấy. Con chạy bằng điện này thì sẽ là 260.000 cho con bằng điện như này. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là vòng tua công suất của nó là 1000W luôn nhá, 1000W luôn. Sử dụng điện 220V. Con này thì hút thổi cũng cực kỳ là khủng luôn. Đấy, con này thì hút thổi rất là khủng luôn. Đây, các bạn. Đấy, rất là kinh khủng luôn các bạn này. Đây, em lắp vào cho các bạn xem. Con này 260.000. Thổi bay hết đi luôn các bạn này. Đây. Đấy, rất là thích luôn, các bạn thấy chưa? Đó. Và có cả đầu hút nhá, hút thì các bác lắp cái vòi này sang đây, lắp cái vòi này sang đây thì nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy. Lắp vòi này chuyển sang hút này. Hút rất là mạnh luôn các bạn. Đấy. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Kéo vào thứ bóng lên luôn này các bạn. Chưa? Đó. Hút rất là mạnh nhá. Con này sẽ là 260.000. Con này là hút thổi bụi bằng điện nhá. Đây, đây là cái đầu lưới hút của nó này. Một con bằng điện, con bằng pin. Đấy, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, điện con nào thì mình sử dụng con đấy. Gia đình to thì các bác muốn thổi lá cây, hút bụi ngoài sân, ngoài sướng các thứ thì dùng cái con chạy bằng điện này cho em cho nó khỏe. Đấy. Con này lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá, chạy bằng điện này. Giá sẽ là 260k. Đấy. Hút thổi bụi này, vừa hút vừa thổi luôn. Hút thổi này, hút thổi bằng điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 195.000. Đấy, bao gồm là cả quần cả áo luôn, cả quần cả áo. Đây, hàng đúng như trên hình như này các bạn, đúng như trên hình như này luôn. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hai lớp nhá, hai lớp mặc và đúng như này luôn. Rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Giá thì cỡ là cỡ to, cỡ XL thoải mái cho bác mặc luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn. Giá thì sẽ là 195k nhá, 195k. Con này các bác ra ngoài cửa hàng mua họ sẽ bán cho bác khoảng 250 đến 300. Thế nên em bán 195.000 cho các bác thôi. Đấy, một quần một áo vào nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, bộ rổ vuông này, hàng nhựa của Việt Nhật, siêu bền và cực kỳ an toàn luôn, nhựa Việt Nhật này. Đấy, hai lớp. Một rổ và một chậu như này. Ba đôi nhá. Cứ một rổ một chậu cho em. Một rổ một chậu như này, bao gồm ba đôi. Con to nhất thì vào khoảng 35 cm và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là đi 23 cm. Đây. Đây. Nhựa của nó này. Đấy, được rồi. Thôi. Đấy, nhựa của nó này. Rất tuyệt vời luôn. Bao nhiêu? Chất nhựa của nó này. Bỏ cho anh cái chai xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, bao gồm là 3 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nắp cống nhựa ngăn mùi này, nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá thì chỉ có 15k thôi. Con này thì tiện lắm, các bác mua về để mình để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok. Ngăn mùi rất là tốt, 15k trong cái bộ nắp cống nhựa ngăn mùi như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Từ hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình, với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết bằng chiếc giường thoát nước thế hệ mới. Với những ưu điểm vượt trội, cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPR tạo thành lớp bảo vệ vững chắc ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn xâm nhập dưới đường ống. Thoát nước dễ dàng gồm 4 cửa xoáy 360 độ giúp thoát nước nhanh và ổn định nhiều lớp lưới ngăn chặn rất bậc hiệu quả. Bạn không phải lo đường ống bị tắc nghẽn hay tràn nước. An toàn tiện lợi dễ dàng bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, tiết kiệm chi phí thay thế các loại inox đất đỏ, kế hiệu quả kích thước phù hợp với mọi lỗ thoát nước sàn hiện nay. Tôi thay thế nắp van cống nhà mình. Bạn đang gặp vấn đề với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình. Với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết với chiếc giường thoát nước thế hệ mới. Với những ưu điểm vượt trội, cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPR tạo thành lớp. Giá chỉ có 15k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm này. Đấy, con này thì công nghệ nano Nhật Bản. Thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ phủ lấp các cái bề mặt cho các bác rất là tốt luôn. Đấy, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Đó, sau đó thì mình bắt đầu xịt này. Đây, em sẽ xịt cho các bác xem nhá. Lắc đều lên cho em nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ là cái dạng mà nano như này. Đấy, nano như này và nó là dòng cao su non. Thì khi xịt thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt rất là tốt này. Đây, nó đang phủ lên các bề mặt này. Đấy, thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ giúp cho các bác là lấp kín các cái lỗ hở rất là tốt luôn, các cái vết nứt rất là tốt nhá, mái trần nhà rồi là tường rồi là các vết nứt rất là ok. Giá sẽ là 50k nhá, lên cho em là xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn các bạn này. Hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu, chỉ với vài thao tác xịt đơn giản tạo lớp phủ nano. Đấy. Trên bề mặt siêu kết dính, giúp hàn vá mọi vết nứt và chống thấm rất là tiện luôn các bạn này. Bề mặt vật liệu như nhựa, bê tông, sắt, thép, gạch men, thậm chí là bề mặt gỗ, cao su, hiệu quả lên đến 10 năm, không
lò bong chóc, đặc biệt khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm sụp cho bà con. Rất tiện luôn các bạn ạ. Nhận ngay siêu ưu đãi. 50k cho một bình các bác nhá. Đấy, xịt chống thấm mái tôn này, mái ngói này, rồi nói chung là các cái bề mặt thấm rột nứt các bác xịt vào cho em, rất ok luôn. Giá này chỉ có cho các bác là các cái khe nứt như này, 50.000 một lọ nhá. Đấy, rất ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc cái thương hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lông cốt trần nhá. Giá của nó sẽ là 55.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần chổi lông và một cái phần cán. Cái cán này thì các bác có thể kéo dài ra được nó khoảng từ 2m4 đến 2m, khoảng trên 2m4 một chút các bác. Đây, về nhà thì các bác xoáy cái này vào cho em này. Đấy, đây là cái phần lông như này. Phần lông này thì nó là thuộc dạng lông tĩnh điện, cho nên là khi mà mình lau bụi thì nó sẽ quấn vào đây. Cái này có thể ngoắt nghéo này để các bác đưa vào các cái vị trí ngóc ngách này, và các bác kết nối cái này vào cho em này. Đấy, kết nối cái này vào, sau đó thì mình rút ra này. Đấy, rút ra cho em đây. Đấy, nó khá là dài luôn các bác này, khá là dài luôn các bác thấy không đó. Ưu điểm của con này thì nó có thể cho gọn và cho dài ra được, cũng rất là chắc chắn nhá. Thì các bác có thể dùng để mình cua bằng nhện bằng nhiếc rất là ok này. Đấy, không dùng nữa thì mình lại thu vào như này, thu vào như này thì nó sẽ ngắn hẳn vào như này, ngắn vào khoảng là 80 phân. Còn nếu các bác muốn ngắn hơn nữa thì các bác có thể là tháo ra. Đấy, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Các bác lên cho em là chổi lông phớt trần, giá của nó sẽ là 55k nhé. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55k. Đó, 55k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia củ sạc đa năng, hàng của thương hiệu iPhone này, iPhone 13 Pro Max nhé, hàng của iPhone. Thì dòng này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái củ như này. Một củ như này bao gồm là hai chân tai si và hai chân Oppo như này nhá. Đó, hàng của iPhone. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 cho một con củ sạc đa năng nha. Củ sạc đa năng 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên em có cái sạc nhanh iPhone nhá. Sạc nhanh iPhone thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cũng của thương hiệu iPhone luôn các bác này. Đấy, của thương hiệu iPhone luôn. Thì bao gồm các bác là một cáp dây như này và một cái củ như này, một cáp dây một củ như này. Chuyên dùng cho bật đánh cái quạt đi. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone nhá. Đấy. Con này thì một củ và một dây như này cũng chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Bật đánh cái quạt đi. 60.000, lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Còn con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng, giá sẽ là, bỏ cái máy này cho anh luôn, sẽ là 80k nhá. 80k cho cái củ sạc đa năng như này. Đấy, 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này. Lấy cái thấy luôn, cái Hàn Quốc luôn. Bên shop về cho bác mã sản phẩm tiếp theo đó là cái kem đánh răng của Nhật nhá. Con này thì hàng nội địa của Nhật Bản, 170g, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ không phải là hàng có niêm phong đâu nhá, nó chỉ nguyên như này thôi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, tinh chất gạo của Nhật nhá. Đây, cái màu đỏ này, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Bao nhiêu? Cái này lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá, giá sẽ là 60k, 170g nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g, 120g. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, hàng nội địa của Hàn Quốc đây, Made in Korea các bác này. Đấy, mã tem mã vạch đàng hoàng 120g. Đây. Đấy, giá thì sẽ là 40k nhá, 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k trên một típ nhá, 40.000 trên một típ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau các bác này. Đây, một con máy thái rau như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi tròn này, một cái bộ lưỡi tròn như này và các cái bộ lưỡi như này. Đấy, đây. Thì về nhà các bác cứ lắp cái lưỡi này vào cái lu tròn này, là mình lắp tay quay vào đây là mình xoay này. Lắp tay quay vào đây mình xoay. Đó. Xoay thì là nó sẽ thái rau cho các bác rất là tiện. Giá sẽ là 100.000 cho một con máy thái rau như này. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Lên cho em là máy thái rau, giá sẽ là 100k nhá. Đây, em sẽ có video thực tế luôn.
các bạn này. Nó giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước đấy các bạn thấy không, rất tiện luôn nha. Giờ có cái máy đấy. Này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Dao của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa, vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất tiện các bác nha, giá chỉ có 100 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bếp ga mini này. À đây nó sẽ là một con bếp ga mini như này. Con này thì các bác dùng để mang đi du lịch, đi phượt, đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Có dòng đánh lửa tự động này. Và nó sẽ có cho các bác là cái chân đế rất là chắc luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác này. Đấy, các bác đặt xong đặt nồi thoải mái nhá. Rất rộng luôn như một cái bếp ga bình thường. Đấy, xoáy bình ga mini vào đây cho em là xong. Đây chào em tí. Nhanh. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Đấy, bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó thì con này rất là tiện để các bác có thể đun nấu các thứ rất là tiện luôn. Đó, rất tiện cho các bác nhá. Lên mã xem là bếp ga mini giá sẽ là 100k. Đó, 100.000 cho con bếp ga mini như này. Thì rất là tiện luôn. Đó, bếp ga mini 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 50 miếng. Đấy thì về nhà các bác dán vào cái gan bàn chân thì nó giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn. Đây là cái miếng dán mà đây là gói thuốc này. Đấy, các bác bóc cái miếng dán này ra sau đó dán gói thuốc này vào là xong. Giá thì sẽ là 40.000 chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà nó giúp cho các bác thải độc gan bàn chân rất là tốt. Đấy, thải độc gan bàn chân rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá, thải độc chân này. Thải độc chân giá của nó sẽ là, cầm điện thoại đây cho anh, miếng dán thải độc chân giá của nó sẽ là 40k cho một 40k cho một bịch như này nhá. Đấy, 40k cho một bịch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Đấy, cái này thì về nhà các bác để vào chậu rửa bát này hoặc là các cái chậu mà nó có cái phần lọc như này, các bác đặt vào cho em. Đấy, khi đổ thì các bác cầm lên ra là đổ này. Cái lọc rác bình thường thì nó hay bị tắc nghẽn nhưng mà cái lọc rác inox này thì rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, nó cái phần lỗ nó rất là nhiều và nó lưới nó dày cho nên là rác nó không chảy xuống được. Lọc rác inox giá sẽ là 15k nhá, 15k cho cái lọc rác inox như này. Lên cho em là lọc rác inox giá sẽ là 15.000, các bác chỉ cần đặt vào cái chậu rửa mặt à chậu rửa bát nhà mình là ok. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một cái mẫu bình đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một con bình như này. Giá của nó sẽ là này, đấy, một con bình rất là ngon lành như này bằng inox nhá, inox 304, rất tiện và sạch sẽ nhá. Đấy, rất tiện sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ. Giá sẽ là 80k. Đấy. 80.000 cho một con bình 20 như này. Đây các bác này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc, nước uống này. Đấy, rồi đa di năng luôn. Rất tiện nhá, giá thì chỉ có 80k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải vỉ nhá, bàn chải vỉ. Con này thì cái cơ chế hoạt động của bàn chải này là giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng này. Đấy, khi nhà sản xuất người ta đã tính toán rồi. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải vỉ nhá. Bàn chải vỉ này. Bàn chải vỉ giá chỉ có 25k thôi. 25k cho một vỉ này bao gồm 1 2 3 4 5 6 cái. 25.000 cho 6 cái bàn chải của Nhật như này. Và dòng này của nó thì là chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng đây. Rất là tốt luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên trên là bàn chải vỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên mã cho em là đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45.000. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Có chức năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k. Đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ này đuổi muỗi giá sẽ là 45k một cái nhá. 45.000 cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đây các bạn này, đấy thì đây nó sẽ là một cái đèn ngủ đuổi muỗi này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thấy chưa? Rất tiện luôn nha. Các bác chỉ cần kết nối nhấn nút thôi. Đó. Có chức năng đuổi muỗi và chức năng làm đèn ngủ luôn, rất là tiện các bạn này. Đấy. Rất tiện luôn. Đó. Rồi ok, 45.000 các bác nhá.